28 Kinh Na La Ca Pa Na Sutta sẽ do Thượng tọa Tuệ Quyền giảng giải, điều hợp thảo luận do Thượng tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con cung kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh Từ Bi Hoan Hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Con kính cung thỉnh Thượng tọa Nam Mô Bụt Tha Giá. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngữ. Thiện nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bụt Tha Giá, chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Tiếp tục chương trình, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh Ngài. Nam mô Bụt Tha Giá. Và cho con điều chỉnh lại là cho chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh Ngài. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, bài kinh ngày hôm nay mang một nội dung mà qua đó chúng ta thấy tương đối có một vài điểm hơi lạ. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu rõ một chút thì chúng ta thấy điều này rất là bình thường. Khi mà Đức Phật Ngài hỏi chư vị tỳ kheo, và đặc biệt là ở trong một cái hội chúng tỳ kheo mà những vị thiện gia nam tử còn rất là trẻ, lúc bây giờ chư vị đệ tử Phật như là các hoàng tử Dục Thích Ca, Ngài A Nậu Đà La và các vị hoàng tử khác xuất gia theo Phật và có những thành tựu lớn, Đức Phật hỏi rằng các thầy có hoan hỷ đối với giáo pháp hay không, thì chúng ta thấy rằng tất cả đều không dám lên tiếng, bởi vì thật họ rất là ngại để nói lên cái sở đắc sở chứng của mình. Và Đức Phật Ngài sau ba lần nếu có hỏi, Ngài đã hỏi thẳng một vị, đó là tôn giả Anuruddha, A Nậu Đà La, cũng là một vị hoàng tử Dục Thích Ca, là một vị thân quyến của Đức Phật, mà tôn giả A Nậu Đà La là đệ tử được nổi tiếng là đệ nhất về thiên nhãn. Và qua cái những câu trả lời của tôn giả Anuruddha và lời giảng của Đức Phật,
thì chúng ta cho thấy rằng đời sống của một người, một vị tu sĩ, nhất là một vị xuất gia, rất cần có một cái sự nhận thức về Phật, về Pháp, về Tăng. Mà ở đây thì Đức Phật không dùng chữ Phật, Pháp, Tăng. Ngài nói về bậc đạo sư, tức là bản thân của Ngài, về giáo Pháp. Và có một điều rất là thú vị, đó là Ngài giải thích tại sao mà Ngài thỉnh thoảng đề cập đến cảnh giới tái sanh của các vị đệ tử sau khi chết đi. Chúng tôi xin mời quý Phật tử lắng nghe chánh kinh của bài học ngày hôm nay, và sau đó chúng ta sẽ cung thỉnh Thích Đoàn Tự Quyền vì giảng sư trong ngày gửi đến đại chúng ý nghĩa của pháp thoại này. Xin quý Phật tử quan hệ đọc cho chánh kinh. Nam Mô Bụt Tha Giá. Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình, con xin đọc nội dung bài học. Bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Nalakapana Sutta. Tên bài kinh lấy từ địa danh Nalakapana, một thị trấn của xứ Kosala, nơi Đức Phật giảng bài kinh này. Trong một trường hợp khác đặc biệt, đó là một ngày mà Đức Thế Tôn ngồi giữa trời, vây quanh là những tỳ kheo trẻ tuổi, nhưng đầy ý chí tu tập và có thành tựu lớn trong đời phạm hạnh. Đức Phật đã nêu lên hai câu hỏi là các vị này có hoan hỷ với đời sống xuất gia và nghĩ gì về Đức Phật. Từ hai câu hỏi này, bậc đạo sư đã có những gợi ý quan trọng trong sự nhận thức về Đức Phật và giáo Pháp. 323. Câu hỏi khởi đầu cho pháp thoại. Kinh văn: Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Khô Xá Lá, câu Tắc La, tại Ná Lá Cá Ta Ná, rừng cây Phá Xá Lá Xá. Lúc bấy giờ, nhiều thiện gia nam tử có danh tiếng, vì lòng tin Thế Tôn đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình như tôn giả Anuruddha, Ana Lục Đà, tôn giả Nán Đi Giá, tôn giả Kim Bí Lá, tôn giả Pha Gú, tôn giả Khun Đá Tha Ná, tôn giả Rê Quát Tá, tôn giả Ananda và một số thiện gia nam tử danh tiếng khác. Lúc bấy giờ Thế Tôn ngồi ở giữa trời, có chúng tỳ kheo vây quanh. Rồi Thế Tôn nhân vì các thiện gia nam tử ấy bảo các tỳ kheo: Giữa tăng hội gồm những vị tỳ kheo trẻ nhưng đã trưởng thành trong giáo pháp, Đức Phật đã nêu lên câu hỏi: Này các tỳ kheo, các thiện gia nam tử ấy vì lòng tin ta đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này các tỳ kheo, các tỳ kheo ấy có hoan hỷ trong phạm hạnh không? Mặc dù không phải là một câu hỏi khó trả lời, nhưng tất cả tỳ kheo đều không biết nên trả lời như tiếng nói đại diện cho tất cả. Khi được nói vậy, các tỳ kheo ấy giữ im lặng. Lần thứ hai, lần thứ ba, rồi Thế Tôn nhân vì các thiện gia nam tử ấy bảo các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, các thiện gia nam tử ấy vì lòng tin ta đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống gia đình. Này các tỳ kheo, các tỳ kheo ấy có hoan hỷ trong phạm hạnh không? Cho đến lần thứ ba, các tỳ kheo ấy giữ im lặng. Rồi Thế Tôn suy nghĩ như sau: Nay ta hỏi các thiện gia nam tử ấy. Rồi Thế Tôn bảo tôn giả Anuruddha: Này các Anuruddha, các ông có hoan hỷ trong phạm hạnh không? Bạch Thế Tôn: Thật sự chúng con hoan hỷ trong phạm hạnh. Lành thay, lành thay, các Anuruddha, này các Anuruddha, thật xứng đáng cho các ông, những thiện gia nam tử, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, các ông có hoan hỷ trong phạm hạnh. Này các Anuruddha, trong khi các ông với tuổi trẻ tốt đẹp, phá rá trá, trong tuổi thanh xuân, với tóc đen nhánh, có thể hưởng thụ các dục lạc, hời các ông, này các Anuruddha, với tuổi trẻ tốt đẹp, trong tuổi thanh xuân, với tóc đen nhánh, lại xuất gia, từ bỏ gia đình,
sống không gia đình. Này các Anuruddha, các ông không vì mệnh lệnh của vua mà xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Các ông không vì mệnh lệnh của kẻ ăn trộm mà xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Các ông không vì nợ nần, không vì sợ hãi, không vì mất nghề sinh sống. Achi-vi-ca-pát-tá-ta mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nhưng có phải với tư tưởng như sau: ta bị sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, não áp bức, bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có thể thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ ẩn này. Mà các ông, này, các Anuruddha, vì lòng tin xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Và xuất gia như vậy, này các Anuruddha, người thiện gia nam tử cần phải làm gì? Này các Anuruddha, ly dục, ly bất thiện, nếu không chứng được hỷ lạc hay một trạng thái khác an tịnh hơn, thời dục, tham sân chiếm, pariya giá giá, tâm và an trú, sân xâm chiếm tâm và an trú, hồn trầm, hôn trầm, thị miên, trạo cử, hối hóa, nghi hoặc, bất lạc, giải đãi xâm chiếm tâm và an trú. Này các Anuruddha, khi chưa ly dục, chưa ly bất thiện pháp, vị ấy không chứng được hỷ lạc hay một trạng thái khác an tịnh hơn. Này các Anuruddha, ly dục, ly bất thiện pháp, vị ấy chứng được hỷ lạc hay một trạng thái khác an tịnh hơn. Thời dục tham không xâm chiếm tâm và an trú, sân không xâm chiếm tâm và an trú, hôn trầm, thủy miên, trạo cử, hối hóa, nghi hoặc, bất lạc, dại đãi không xâm chiếm tâm và an trú. Này các Anuruddha, ly dục, ly bất thiện pháp, vị ấy chứng được hỷ lạc hay một trạng thái khác an tịnh hơn. 324. Nhận thức về bậc đạo sư. Đức Phật nêu lên một câu hỏi liên quan tới chính bản thân Ngài. Kinh văn: Này các Anuruddha, các ông nghĩ về ta như thế nào? Các lậu hoặc nào liên hệ đến phiền não sanh khởi hậu hữu, đáng sợ hãi, đưa kết quả khổ di thục, hướng đến sanh, già, chết trong tương lai, các lậu hoặc ấy chưa được Như Lai đoạn trừ. Do vậy, Như Lai sau khi suy tư phân tích thọ dụng một pháp, sau khi suy tư phân tích nhẫn thọ một pháp, sau khi suy tư phân tích từ bỏ một pháp, sau khi suy tư phân tích đoạn trừ một pháp. Bạch Thế Tôn, chúng con không có nghĩ như vậy về Thế Tôn. Các lậu hoặc nào liên hệ đến phiền não sanh khởi hậu hữu, đáng sợ hãi, đưa đến quả khổ dị thục, hướng đến sanh già, chết trong tương lai, các lậu hoặc ấy chưa được Như Lai đoạn trừ. Do vậy, Như Lai sau khi suy tư phân tích thọ dùng một pháp, sau khi suy tư phân tích nhẫn thọ một pháp, sau khi suy tư phân tích từ bỏ một pháp, sau khi suy tư phân tích đoạn trừ một pháp. Bạch Thế Tôn, chúng con nghĩ về Thế Tôn như sau: các lậu hoặc nào liên hệ đến phiền não sanh khởi hậu hữu, đáng sợ hãi, đưa đến quả khổ dị thục, hướng đến sanh, già, chết trong tương lai, các lậu hoặc ấy đã được Như Lai đoạn trừ. Do vậy, Như Lai sau khi suy tư phân tích thọ dùng một pháp, sau khi suy tư phân tích nhận một pháp, sau khi suy tư phân tích từ bỏ một pháp, sau khi suy tư phân tích đoạn trừ một pháp. Lành thay, này các Anuruddha, các lậu hoặc liên hệ đến phiền não sanh khởi hậu hữu, đáng sợ hãi, đưa đến kết quả khổ dị thục, hướng đến sanh già chết trong tương lai đã được Như Lai đoạn trừ, cắt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la không thể sanh lại, không thể sanh khởi trong tương lai. Ví như: này các Anuruddha, cây ta la đầu cây đã bị chặt đứt, không thể lớn lên nữa. Cũng vậy, này các Anuruddha, các lậu hoặc liên hệ đến phiền não đã được Như Lai đoạn trừ, cắt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la không thể sanh lại, không thể sanh khởi trong tương lai. Do vậy, Như Lai sau khi suy tư phân tích thọ dùng một pháp,
Sau khi suy tư phân tích, nhận thọ một pháp. Sau khi suy tư phân tích, từ bỏ một pháp. Sau khi suy tư phân tích, đoạn trừ một pháp. 325. Lý do Đức Phật đề cập đến tới sự tái sanh của một số đệ tử. Mặc dù khi Đức Thế Tôn còn tại thế, Ngài thường dạy về nhân quả trong hiện kiếp và những thành tựu ngay trong hiện tại của sự tu tập, nhưng thỉnh thoảng Ngài lại đề cập sự tái sanh của một số tỳ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, không phải vì Đức Phật muốn nói chuyện xa xôi mà vì có những lợi ích thực tiễn. Kinh văn: Này các Anuruddha, các ông nghĩ thế nào? Do thấy mục đích đặc biệt nào? Như Lai giải thích sự tái sanh của các đệ tử đã từ tròn, đã mệnh chung, nói rằng: Vì này tái sanh ở chỗ này, vì này tái sanh ở chỗ này. Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp dựa Thế Tôn làm căn bản, hướng Thế Tôn làm lãnh đạo, nương tựa Thế Tôn làm y cứ. Bạch Thế Tôn, tốt lành thay nếu Thế Tôn thuyết giảng cho ý nghĩa này, sau khi được nghe Thế Tôn, các tỳ kheo sẽ thọ trì. Này các Anuruddha, Như Lai không vì mục đích lường gạt quần chúng, không vì mục đích nịnh hót quần chúng, không vì mục đích đợi lợi lộc, trọng vọng, danh xưng, quyền lợi vật chất, không vì với ý nghĩa như vậy quần chúng sẽ biết ta. Mà Như Lai giải thích sự tái sanh các vị đệ tử đã từ trần, đã mệnh chung, nói rằng: Vị này tái sanh ở chỗ này, vị này tái sanh ở chỗ này. Và này các Anuruddha, có những thiện gia nam tử có tin tưởng với tín thọ cao thượng, với hoan hỷ cao thượng, sau khi được nghe như vậy sẽ chú tâm trên như thật Tathāgata. Như vậy, này các Anuruddha, là hạnh phúc, là an lạc lâu đời cho các vị ấy. Cho dù mỗi trường hợp có nhiều khác biệt vẫn hữu ích. Kinh văn: Ở đây, này các Anuruddha, tỳ kheo có nghe, tỳ kheo với tên như thế này đã mệnh chung. Thế Tôn có tuyên bố về vị này, vị ấy an trú chánh trí. Vị tôn giả ấy đã được thấy hay đã được nghe. Tôn giả này có giới hạnh như vậy, tôn giả này có pháp như vậy. Ewam tham mô định. Tôn giả này có trí tuệ như vậy, tôn giả này có an trú như vậy, tôn giả này có giải thoát như vậy. Tỳ kheo khi nhớ đến lòng tin, giới hạnh, đa văn, bố thí và trí tuệ của vị kia, bèn chú tâm trên như thật. Như vậy, này các Anuruddha, tỳ kheo được sống lạc trú. Ở đây, này các Anuruddha, tỳ kheo có nghe, tỳ kheo với tên như thế này đã mệnh chung. Thế Tôn có tuyên bố về vị này, sau khi đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, vị ấy đã hóa sanh, nhập niết bàn tại chỗ ấy, không còn phải trở lui ở đời này nữa. Tôn giả ấy đã được thấy hay đã được nghe, tôn giả này có giới hạnh như vậy, tôn giả này có pháp như vậy, có trí tuệ như vậy, an trú như vậy, tôn giả này có giải thoát như vậy. Tỳ kheo nên nhớ, khi nhớ đến tin và trí tuệ của vị kia, bèn chú tâm trên như thật. Như vậy, này các Anuruddha, tỳ kheo được sống lạc trú. Ở đây, này các Anuruddha, tỳ kheo có nghe, tỳ kheo với tâm như thế này đã mệnh chung. Thế Tôn có tuyên bố về vị này, sau khi diệt trừ ba kiết sử, sau khi làm cho nhẹ bớt tham, sân, si, vị ấy chứng nhất lai, chỉ phải trở lui đời này một lần nữa rồi sẽ diệt tận khổ đau. Tôn giả ấy đã được thấy hay đã được nghe, tôn giả này có giới hạnh như vậy, tôn giả này có giải thoát như vậy. Tỳ kheo khi nhớ đến lòng tin và trí tuệ của vị kia, bèn chú tâm trên như thật. Như vậy, này các Anuruddha, tỳ kheo được sống lạc trú. Ở đây, này các Anuruddha, tỳ kheo có nghe, tỳ kheo với tên như thế này đã mệnh chung. Thế Tôn có tuyên bố về vị này, sau khi diệt trừ ba kiết sử, chứng quả dự lưu, không cần bị đọa lạc, chắc chắn chứng được chánh giác. Tôn giả ấy được thấy hay đã được nghe, tôn giả này có giới hạnh như vậy, tôn giả này có giải thoát như vậy. Tỳ kheo khi nhớ đến lòng tin và trí tuệ của vị kia, bèn chú tâm trên như thật. Như vậy,
Này các Anuruddha, tỳ kheo được sống lạc trú. Ở đây, này các Anuruddha, tỳ kheo ni có nghe, tỳ kheo ni với tên như mình chung, Thế Tôn có tuyên bố về vị này, vị ấy an trú chánh trí. Tôn ni ấy đã được thấy hay đã được nghe, tôn ni này có giới hạnh như vậy, tôn ni này có pháp như vậy, tôn ni này có an trú như vậy, tôn ni này có giải thoát như vậy. Tỳ kheo ni khi nhớ đến lòng tin, khi nhớ đến tuệ trí tuệ của vị kia, bèn chú tâm trên như thật. Như vậy, này các Anuruddha, tỳ kheo ni được sống lạc trú. Ở đây, này các Anuruddha, tỳ kheo ni có nghe, tỳ kheo ni với tên như thế này đã mệnh chung, tỳ kheo có tuyên bố như về vị này. Thế Tôn có tuyên bố về vị này, sau khi đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, vị ấy được hóa sanh, nhập niết bàn tại chỗ ấy, không có phải trở lui ở đời này nữa. Tôn ni ấy đã được thấy hay đã được nghe, tôn ni này có giới hạnh như vậy, tôn ni này có giải thoát như vậy. Tỳ kheo ni nhớ đến lòng tin và trí tuệ của vị kia, bèn chú tâm trên như thật. Như vậy, này các Anuruddha, tỳ kheo ni được sống lạc trú. Ở đây, này các Anuruddha, vì tỳ kheo ni có nghe, tỳ kheo ni với tên như thế này đã mệnh chung, Thế Tôn có tuyên bố về vị này. Sau khi diệt trừ ba kiết sử, sau khi làm cho nhẹ bớt tham, sân, si, vị ấy chứng lai, chỉ phải trở lui đời này một lần nữa rồi sẽ diệt tận khổ đau. Tôn ni ấy đã được thấy hay đã được nghe, tôn ni này có giới hạnh như vậy, tôn ni này có giải thoát như vậy. Tỳ kheo ni khi nhớ đến lòng tin và trí tuệ của vị kia, bèn chú tâm trên như thật. Như vậy, này các Anuruddha, tỳ kheo ni được sống lạc trú. Ở đây, này các Anuruddha, tỳ kheo ni có nghe, tỳ kheo ni với tên như thế này đã mệnh chung, Thế Tôn có tuyên bố về vị này. Sau khi diệt trừ ba kiết sử, chứng quả dự lưu, không còn bị đọa lạc, chắc chắn chứng được chánh giác. Tôn ni ấy đã được thấy hay đã được nghe, tôn ni này có giới hạnh như vậy, tôn ni này có giải thoát như vậy. Tỳ kheo ni khi nhớ đến lòng tin và trí tuệ của vị kia, bèn chú tâm trên như thật. Như vậy, này các Anuruddha, tỳ kheo ni được sống lạc trú. Ở đây, này các Anuruddha, nam cư sĩ có nghe, nam cư sĩ với tên như thế này đã mệnh chung, Thế Tôn có tuyên bố về vị này. Sau khi đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, ấy được hóa sanh, nhập niết bàn tại chỗ ấy, không còn phải trở lui đời này nữa. Tôn giả ấy đã được thấy hay được nghe, tôn giả này có giới hạnh như vậy, có pháp như vậy, có trí tuệ như vậy, có an trú như vậy, tôn giả này có giải thoát như vậy. Nam cư sĩ khi nhớ đến lòng tin và trí tuệ của vị kia, liền chú tâm trên như thật. Như vậy, này các Anuruddha, nam cư sĩ được sống lạc trú. Ở đây, này các Anuruddha, nam cư sĩ có nghe, nam cư sĩ với tên như thế này đã mệnh chung, Thế Tôn có tuyên bố về vị này. Sau khi diệt trừ ba kiết sử, sau khi làm cho nhẹ bớt tham, sân, si, vị ấy chứng nhất lai, chỉ phải trở lui đời này một lần nữa rồi sẽ diệt tận khổ đau. Tôn giả ấy đã được thấy hay đã được nghe, tôn giả này có giới hạnh như vậy, tôn giả này có giải thoát như vậy. Nam cư sĩ khi nhớ đến lòng tin và trí tuệ của vị kia, bèn chú tâm trên như thật. Như vậy, này các Anuruddha, nam cư sĩ được sống lạc trú. Ở đây, này các Anuruddha, nam cư sĩ có nghe, nam cư sĩ với tên như thế này đã mệnh chung, Thế Tôn có tuyên bố về vị này. Sau khi diệt trừ ba kiết sử, chứng quả dự lưu, không còn bị đọa lạc, chắc chắn chứng được chánh giác. Tôn giả ấy đã được thấy hay đã được nghe, tôn giả này có giới hạnh như vậy, có giải thoát như vậy. Tôn giả ấy khi nhớ đến lòng tin và trí tuệ của vị kia, bèn chú tâm trên như thật. Như vậy, này các Anuruddha, nam cư sĩ được sống lạc trú. Ở đây, này các Anuruddha, nữ cư sĩ có nghe, nữ cư sĩ với tên như thế này đã mệnh chung, Thế Tôn có tuyên bố về vị này. Sau khi đoạn trừ năm hạ phiệt,
năm hạ phần kiết sử, vì ấy được hóa sanh, nhập niết bàn tại chỗ này, không còn phải trở lui ở đời này nữa. Nữ nhân ấy đã được thấy hay đã được nghe, nữ nhân này có giới hạnh như vậy, có pháp như vậy, có trí tuệ như vậy, có an trú như vậy, nữ nhân này có giải thoát như vậy. Nữ cư sĩ khi nhớ đến lòng tin và trí tuệ của vị kia, liền chú tâm trên như sự thật. Như vậy này các Anuruddha, nữ cư sĩ đã được sống lạc trú. Ở đây này các Anuruddha, nữ cư sĩ có nghe, nữ cư sĩ với tên như thế này đã mền chung. Thế Tôn có tuyên bố về vị này, sau khi diệt trừ ba kiết sử, sau khi làm cho nhẹ bớt than, sân, si, vì ấy chứng Như Lai, chỉ phải trở lui đời này một lần nữa rồi sẽ diệt tận khổ đau. Nữ nhân ấy đã được thấy hay đã được nghe, nữ nhân này có giới hạnh như vậy, nữ nhân này có giải thoát như vậy. Nữ cư sĩ khi nhớ đến lòng tin và trí tuệ của vị kia, bèn chú tâm trên như thật. Như vậy này các Anuruddha, nữ cư sĩ được sống lạc trú. Ở đây này các Anuruddha, nữ cư sĩ có nghe, nữ cư sĩ với tên như thế này đã mệnh chung. Thế Tôn có tuyên bố về vị này, sau khi diệt trừ ba kiết sử, chứng quả dự lưu, không còn bị đọa lạc, chắc chắn được chánh giác. Nữ nhân ấy đã được thấy hay đã được nghe, nữ nhân này có giới hạnh như vậy, nữ nhân này có pháp như vậy, nữ nhân này có trí tuệ như vậy, nữ nhân này có an trú như vậy, nữ nhân này có giải thoát như vậy. Nữ nhân ấy khi nhớ đến lòng tin, giới hạnh, sự đa văn, bố thí và trí tuệ của vị kia, bèn chú tâm trên như thật. Như vậy, này các Anuruddha, nữ cư sĩ được sống lạc trú. Đối với các tỳ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ cũng đem lại lợi ích tương tự và Đức Phật cũng nhấn mạnh. Như vậy, này các Anuruddha, Như Lai không vì mục đích lường gạt quần chúng, không vì mục đích nịnh hót quần chúng, không vì mục đích được lợi lộc, trọng vọng, danh xưng, quyền lợi vật chất, không vì với ý nghĩ như vậy quần chúng sẽ biết ta, mà Như Lai giải thích sự tái sanh của các đệ tử đã từ tròn, đã mệnh chung, nói rằng vì này tái sanh ở chỗ này, vì này tái sanh ở chỗ này, và này các Anuruddha, có những thiện gia nam tử có tin tưởng với tín thọ cao thượng, với hoan hỷ cao thượng, sau khi được nghe như vậy sẽ chú tâm trên như thật. Như vậy này các Anuruddha, là hạnh phúc, là an lạc lâu đời cho các vị ấy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Anuruddha hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng. Và thưa, phần nội dung chính kinh đến đây đã kết thúc. Chúng con thành kính cung thỉnh Thường Tọa Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng rộng rãi ý nghĩa nội dung bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá, con kính cung thỉnh Ngài. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Tri, Siêu Nguyên Thông cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào được quý tu nữ cùng chư Phật tử và xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Puthang Phakkawantan Apiwa Dimiswa Kato Phakkawata Thammo Thammang Namasam Subhatipanno Phakkawato Sawakasangko Sankhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân cầu ý tán dương ơn Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyên nhà quy lực Tam Bảo hàng gia hộ đến chư tôn đức tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam Mô Bổn Thầy Giáp. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa tổ thượng vị, hôm nay chúng ta học một bài kinh mà nó xuyên qua nói đến cái bài kinh mà Na La Cá Pa Na. Thì chúng ta nghe được cái kinh văn rất là dài, nhưng ở đó chúng ta thấy Đức Phật ngài muốn khuyến khích, ngài muốn nói lên một cái giá trị của một thiện nam tử, một người đã từ bỏ gia đình và đi xuất gia. Ngài hỏi các thầy tỳ kheo những câu hỏi, tuy theo các thiện nam tử những câu hỏi đó nhằm mục đích để xác lập một cách rõ ràng
những đệ tử của chính Ngài, là những người đệ tử chân chánh xuất gia, là những người có cái tâm cầu đạo giải thoát, có cái tâm mà đi theo dấu chân của Ngài, đi cùng với Ngài để thành tựu đời sống phạm hạnh. Và qua đó Ngài cũng nêu cao, nêu bật lên cái sự quan trọng, cái sự tốt đẹp của một thiện nam tử mà đi xuất gia. Khi chúng ta nghe đến các vị, như chẳng hạn như chúng ta thấy trong đây, như là đây là những vị tương đối như là những vị thượng thủ thánh văn rất nhiều. Ví dụ như chúng ta thấy Anuruddha, rồi ngày Ananda, vân vân, mà chúng ta thường nghe. Còn chẳng hạn như ngày Nandiya, ngày Kimbida, rồi Kundathana, vân vân, Rewata. Ở trong đây chúng ta gặp ba vị nhiều, đó là ngày Rewata, ngày Ananda và ngày Anuruddha. Rồi Pháp Quốc cũng có, ngày Nandiya cũng có, nhưng được ít nghe hơn. Thì rải rác trong các kinh văn. Thì mục đích như vậy để Đức Phật Ngài, Ngài nói rằng khi mà các tỳ kheo ở nhà có đầy đủ những danh gia vọng tộc, con của nhà danh gia vọng tộc, hay là những người trong triều đình mà vẫn bỏ đi xuất gia vì mục đích cao thượng, vì mục đích tốt đẹp mà ra đi. Ở cấp độ khác, Đức Phật Ngài cũng muốn xác định rõ, Ngài hỏi các tỳ kheo: tại sao mà chỉ một cách đơn giản như vậy, các người xuất gia vì mục đích gì? Các người xuất gia có phải vì mục đích như thế này không? Các vị đó không trả lời. Bởi vì điều thứ nhất, Đức Phật Ngài dư hiểu. Nhưng tại sao Ngài phải hỏi? Đây cũng là một sự xác lập, đây cũng là một sự đánh tiếng trống cho đời, khẳng định từ kiếm ngôn khẩu tự của chính Ngài, để nói lên cái mục đích, để nói lên cái sự cao cả. Và nói lên cái sự cao cả đó, và nói lên cái sự cao cả của các tầng, cũng như của các tầng thiền, hay là các tầng thánh chứng đắc. Giới thiệu như vậy, nói như vậy, nhưng không vì mục đích vì lợi lộc, không vì mục đích là cho ai cả, mà vì mục đích lợi lạc cho những ai có tâm cầu đạo giải thoát. Chứ thường thường chúng ta giới thiệu một sản phẩm thì để có lợi cho chúng ta có thể nói là như chúng ta market đó, chúng ta giới thiệu để chúng ta buôn bán những cái sản phẩm đó. Ở đây cái sự giới thiệu của Đức Phật, hay là cái trình bày những cái lời dạy của Đức Phật, chỉ nhằm mục đích đánh động vào cho tâm hồn những chúng sinh nào khéo thọ trì, những chúng sinh nào có niềm tin dấn thân và có sự thực hành, chắc chắn sẽ được sự an lạc. Khi chúng ta hiểu, chúng ta đọc những cái kinh văn nó như vậy, chúng ta cảm thấy rất là thấy hoan hỷ, rất là thấy Đức Phật này đặt nên những câu hỏi như vậy để chi? Để các thầy tỳ kheo này hoan hỷ sống trong cái đời sống phàm hạnh, xuất gia, từ bỏ gia đình, từ bỏ những cái gì mà của tuổi trẻ để đi xuất gia. Nói như vậy quả thật thì kính thưa quý vị, ngày xưa để được đủ điều kiện như vậy đã đi xuất gia rồi, bây giờ chúng ta thấy đối với cái cuộc sống của xã hội ngày nay, một người mà đã đi xuất gia là quý rồi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cuộc sống tu nó khó lắm, chứ nó phải dễ dàng. Chúng ta thấy có một số, có những lần mà khi mà tiếp xúc, người ta thấy các sư, có những người ta quan khách á, người ta đi đến chùa, người ta chưa phải là những Phật tử gì cả, người ta thấy những lễ hội của những Phật tử đến kính trọng, mang đồ, những vật dụng, vật phẩm đến để cúng dường chư tăng, quỳ xuống để dâng lên bằng cái tâm thành, bằng cái tâm cung kính, thì họ nghĩ rằng mấy ông này sướng quá, tu như vậy được người ta lễ lại, được người ta quỳ, người ta dâng, người ta cúng, chắc sướng lắm. Thì chúng tôi cũng đón nghe những cái lời đó, mà chúng tôi cũng nói thật với chính họ: thì sướng thì cứ vào tu đi, sướng thì ai cũng chịu hết, mà tại sao mà không đi? Rồi hồi xưa chúng tôi đi học như đó, và lúc mà đi học ở trường đại học,
Khi anh em sinh viên nó cũng nói thôi, thì quyền này cũng sướng, ông không cần lo lắng gì mà ông cũng đi học được. Ông phải không như chúng ta là phải như thế này như thế kia, nó ừ vậy hả? Thì chúng tôi nói họ được, nếu muốn tôn, tôi sư phụ tôi cho. Rồi mặc lên một chiếc một cái hình thức này nè, một cạo đầu như thế này nè, về ở chùa như thế này nè. Không có ai mà bảo quản hết. Được phải làm như thế này, phải làm như thế kia. Thì cứ vào đi. Thì cái nó cười, cái nó ngồi. Thì ngày hôm nay cũng vậy, thưa quý vị, họ chỉ nhìn bằng một cách chủ quan. Trước khi họ nhìn một cách khách quan đó, họ mới suy tính mạnh về chủ quan của chính mình. Chắc là được như thế này, chắc là được như thế nọ. Rồi có những người họ chống phá, họ lấy những cái, nhiều khi có những cái cái điều xấu hay những cái hớ hên gì ở trong tăng đoàn, thì họ đi ra họ mới nói như thế này, họ nói như thế kia. Quả thật bây giờ nói cho nhiều sự thật ra, một hình bóng tu hành ở trong mắt chúng tôi, nói thật cho quý vị nghe luôn, ở trong nội quốc cũng vậy đó, chứ nó chi quốc ngoại, trong hiện tại đất nước quê hương của chúng ta vậy đó, mà thấy những hình thức của người tu tôi cũng là một điều ít rồi. Thấy đông như vậy, bởi vì thấy đông là đông như vậy đó, nhưng rồi còn lại được bao nhiêu? Chúng ta thấy các nước quốc giáo rất là đông, nó thành một cái gọi là một cái hiến pháp, mà đối với một người trai khi trong cuộc đời phải một lần vào xuất gia, mà chúng ta thấy nhiều như vậy, nó cũng hoàn tục rất là nhiều, chỉ còn lại đối với các vị tôn túc còn sót lại thì nó rất là hạn hữu. Ở đây chúng tôi đang nói họ tu trên một tinh thần của truyền thống đó, mới là như vậy rồi. À, huống chi là một ý niệm của xuất gia mà từ đâu đã là một cái điều cao cả tốt đẹp. Bây giờ không nói họ xuất gia vì mục đích gì cả, chúng tôi nói một cái tổng quát luôn. Nhưng chúng ta thấy một hình bóng so với bao mấy chục triệu người, mà có mấy chục ngàn người thôi chứ chưa được cả triệu đâu. Rồi các nước quốc giáo khác nữa, Thái Lan là đông nhất. Rồi chúng ta thấy qua Campuchia, qua Lào, hay qua Myanmar, hay là qua Tích Lan, chúng ta thấy nhiều như vậy. Nhưng thật sự để mà còn sót lại, để mà còn vẫn còn ở trong chiến trường để tiếp tục tu tập ấy, thì nó rất là khó, nó rất hạnh phúc. Khi ở tuổi 50, 60, 70 thì lại càng từng tuổi về dài thì các vị càng vắng. Cũng như Phật giáo của chúng ta cũng như thế. Nói một cách khu hẹp lại, Phật giáo Nam Tông, cái lượng tăng sĩ toàn quốc nó không tới 400 vị. Thì bây giờ cho là chúng ta cho là khoảng 400-500, cho 500 luôn, 500 vị. Chúng ta đang nói Nam Tông Việt Nam thôi đó, cũng không bước qua cái số 500. Chia cho các tỉnh thành, tỷ lệ đó mà nó gọi là phân chất lượng thì nó rất là ít. Và hỏi các vị này để được tồn tại, được lâu dài trên chiếc y này thì nó lại càng khó. Chúng tôi muốn nói đến một đời sống xuất gia, nó không phải là một điều đơn giản. Chưa nói là xuất gia với mục đích gì cả, mà chúng tôi mới chỉ nói về số lượng thôi, đã là một điều hạn hữu so với 90 triệu dân số dân Việt Nam hiện đại. Thì nó chiếm cái phần quá yếu. Và cộng thêm đối với các cái hệ phái khác như là khất sĩ không, thế chúng ta thấy đông, thật đông như vậy, nên là cũng chừng vài chục ngàn, chứ không có được bao giờ lên số, xin lỗi chứ, 100 ngàn hay vài trăm ngàn, chứ đừng nói chi là tới số triệu thì nó lại càng khó rồi. Rồi hỏi các vị đó, chúng tôi đang nói một cái tổng quát luôn đó, thì cái hình thái, cái hình thức xuất gia thôi nó là một điều khó, mà các vị này, các vị đệ tử quan hỷ trong đời sống phàm hạnh, các ngài thanh tịnh hoàn thành
được tốt đẹp thì lại càng khó nữa. Và kính thưa quý vị, bởi vì ngày nào mà hình bóng của Phật Đà mà chư tăng là những người thay Phật ngồi tòa giảng pháp Như Lai, chư tăng đeo mang những hình bóng y bát chân truyền để mới gìn giữ lại hình bóng của Phật Đà ở hiện thế này. Ngày nào còn hình bóng nó hiện hữu thì ngày đó nhân gian này, cuộc đời này còn được tốt đẹp. Bởi vì không nể trụ trì thì cũng phải kiêng Phật tổ chứ. Phật còn hiện hữu đó, Phật ở đó, thì cái tâm của người cũng khởi sanh lên những thiện tâm, khởi sanh lên những cái điều tốt đẹp để họ có thể làm những cái việc lành, làm những cái việc phước đức mà an lạc cho họ ở mai sau. Cho nên có những lúc mà có những cái bài tác bạch mà chúng tôi có viết những cái làm trên những hình bóng của những người tu len lỏi vào những thôn nghèo của xóm ấp, nó khơi dậy, nó đánh động những niềm tin của những người nghèo chìm trong quên lãng. Bởi vì họ nghĩ cái nghèo của chính họ, họ nghĩ cái khổ của chính họ, nhưng họ có thể phát tâm cúng dường cái bánh củ khoai bằng những bước chân khất thực của các ngài thì cũng là lành thay. Kính thưa quý vị, cũng là lành thay rồi. Ở đời này Phật để lại một cái quả báo quá sức là lớn, rất là to lớn. Thì kính thưa quý vị, cái đời sống phạm hạnh chân chính của các thầy tỳ kheo thì các vị đó có cái ý nguyện tu tập để cầu đạo giải thoát, cho nên ly dục đi ác bất thiện pháp, các vị ấy nghiêm trì giới hạnh, họ trì Phật pháp một cách căn bản, một cách tốt đẹp, có thể chứng đắc các tầng thiền, chẳng hạn như là chứng đắc sơ thiền, ra thấy hỷ lạc do ly dục sanh, vân vân. Và cái tiến trình như thế, nếu như có thể chứng đắc được nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vân vân, hay các vị ấy tiến tu một cách cao cả hơn nữa, các vị ấy chứng đắc được thường phật kiến sử, thân kiến hoài nghi, giới cấm thủ, vị đợt vị ấy đoạn trừ, hay là vị ấy chứng đắc được tứ đà hàm hay chứng đắc a na hàm, thì chính ở đây Đức Phật này xác định rõ cho tất cả chúng ta thấy, đối với các bậc thánh khi mà đã thành tựu bậc thánh tu đầu quần thì trong kinh văn chúng ta đã học vị này không tái sinh quá bảy kiếp. Và khi chứng đắc a na hàm nhất lai chỉ còn một kiếp nữa, thì ở đó cũng cho rằng Đức Phật đã nói rằng vị ấy chỉ còn trở lui một trạng thái một kiếp sau nữa, và sau khi đó vị đã chứng đắc ở tại, sau khi đó sanh về cõi đó, chứng đắc ở tại cõi đó và niết bàn luôn, thì có thể ở những cõi chẳng hạn như ngũ tịnh cư Phật ở cõi dục này mà thường đã các cõi cao. Thì nói lên như vậy để cho chúng ta biết Đức Phật Ngài xác lập một cách rõ ràng, nếu như thế, nếu như các đệ tử của chính Ngài đã làm được như vậy thì các vị ấy thành tựu một mục đích cao cả. Và rồi đối với người xuất gia, đó là cần phải làm, một người xuất gia cần phải làm như thế trong đời sống phàm hạnh. Sau khi có một cái sự gia nhập ở trong tăng đoàn, đã vào tu, tứ tất bạch tuyên ngôn đã thành tựu là một vị tỳ kheo, thì các vị đó phải thành tựu các thiền chứng hoặc các cái tầng đạo quả. Thì dầu cho là các vị tỳ kheo, các tỳ kheo ni, hay ngay cả thiện nam, các cư sĩ, vị nào chứng đắc sơ đạo, nhị đạo, tam đạo đều có cảnh giới của các vị đó, chỉ có tứ đạo tứ quả thì vị ấy nhập diệt niết bàn. Thì mục đích xác lập rõ ràng là các thầy tỳ kheo không còn trở lui cái trạng thái sanh tử đau khổ nữa. Đây là một điều mà Đức Phật Ngài xác định, xác lập rõ. Nếu như các thầy tỳ kheo có sự tu chứng một cách tốt đẹp, coi như là không bị ái, không bị phiền não nó trói buộc,
Đây là một điều mà chúng ta thấy Đức Phật Ngài muốn sắc tấn, muốn xác chứng cái giá trị tu tập của các thầy tỳ kheo, hay là các vị tỳ kheo ni, hay ngay cả các vị thiện nam, Bhikkhu, Bhikkhu ni, Upasaka, Upasika, tức là trong tăng đoàn của Phật, tức là tứ chúng con Ngài đều có khả năng thành tựu các tầng thánh đạo thánh quả. Cái tầng thánh đạo thánh quả đó không riêng gì của một ai. Người nào có cái sự tu chứng, người nào có cái sự thực hành đúng đắn như lý, biết từ bỏ, biết ly dục, thì những người đó sẽ thành tựu, sẽ có cái sự tác chứng tốt đẹp. Bởi vì các vị này có đầy đủ giới hạnh, có đầy đủ lòng tin, vâng vâng. Mà trong kinh văn chúng ta nhớ là khi mà đọc nghe đó, phải có đầy đủ cái lòng tin và phải có chú tâm, hay hoặc là có một cái sự khéo nghiêm trì và thọ giáo đúng như vậy. Thì nếu như năm hàm trước sự thì vị ấy mà đoạn trừ xong, tiến tới tức là tứ đại hàm, a na hàm, tứ đầu quần, tứ đại hàm, a na hàm, vị ấy chứng đắc tới đây thì vị ấy chỉ còn một kiếp trở lại nữa thôi. Một điều mà như chúng ta thấy, nếu chúng ta hiểu biết được như vậy thì kính thưa quý vị, rất là xa thú. Nếu như ai thành tựu được những cái này, cuối cùng thì thành tựu được A-la-hán, tứ đạo hay tứ quả, thì vị ấy viết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, đời sống, cái sự tu tập của vị đó được viên mãn. Có thể nói rằng một người là cư sĩ hay là bậc xuất gia, dầu cho tăng hay ni, nam hay nữ cư sĩ, cũng đem lại một cái sự tốt đẹp như vậy. Và Đức Phật Ngài đã xác định rõ, nhấn mạnh rõ cho tất cả, cũng như pháp và luật này nó có tứ chúng, tỷ kheo, tỷ kheo ni, thiện nam, tín nữ. Khi đương thời Đức Phật hội chúng tỷ kheo, tỷ kheo ni, thiện nam, tín nữ đã được đầy đủ vẹn toàn. Ngày hôm nay trên tinh thần của Phật nguyên thủy thì chỉ còn tỳ kheo ni, tỳ kheo, không còn tỳ kheo ni. Những ai mà tự mình đeo mang xưng tên tỳ kheo ni mà Theravada thì vị ấy trọng tướng. Chúng tôi xác định vị ấy trọng tướng, chỉ là ngày hôm nay mất tỳ kheo ni rồi. Sau Đức Phật chừng gần 1.000 năm, gần 1.000 năm đã không còn, chứ đừng nói chi 2.500 năm đã trải qua, thì điều đó đã được chấm dứt. Còn ngày hôm nay, mà nếu như là các ai mà tự gia xưng danh là tỳ kheo ni, thì các vị đó không có một cái tinh thần tốt đẹp. Nếu như chúng ta có một niềm tin vững chắc theo lời Phật dạy, chính Đức Phật Ngài đã tuyên thuyết trước rồi, tỳ kheo ni đến đây sẽ kết thúc. Bởi vì qua những cái cuộc thăng trầm của lịch sử Phật giáo mà chính Đức Phật Ngài biết, và chính vì Đức Phật Ngài biết điều đó, Ngài biết được cái sự sớm lụi tàn đó, cho nên lúc mà Di Mẫu Gotami đến đi sinh Ngài là một điều mà Đức Phật Ngài cũng ưu tư trên vấn đề đó. Nhưng cuối cùng thì Đức Phật Ngài chấp nhận cho Khải Tỳ Kheo Ni gia nhập Phật vào hội, và coi như là trong hội chúng của chính Ngài. Chúng ta nói, chúng tôi cũng xác lập, nói rõ cho quý vị. Còn bây giờ, thí dụ chúng ta là thôi thì tâm tu thì người nào cũng tu, thì dẫu cho nó có như thế nào đó, thì kính thưa quý vị, khi chúng ta nói trên một hình tướng của Bậc Tát Pháp thì nó là khác. Một cái tâm lý xuất gia, thì dẫu cho bây giờ cái người nam cư sĩ ở ngoài mà có cái tâm lý xuất gia thì cũng là tốt. Một người nữ có tâm lý xuất gia cũng là điều tốt. Nhưng còn hình tướng xuất gia, chúng ta đang nói trên hình tướng, nó không còn. Thì ai có tin đường sinh tử hồn ai nó giữ, tin theo Phật, tin theo pháp và luật, còn tin theo người thì không nói.
bởi vì đó hay vì Bích Khôi Ni đó giỏi quá, chúng ta nghe chúng ta quan hỷ, chúng ta cảm thấy kính trọng như thế này, thì cái đó chính là cái vai trò tùy theo của quý vị. Nói như vậy không phải là cái thiệt được các vị tỳ kheo hiện thời cũng như là sợ gia nhập của các vị, không có, hoàn toàn có thể tiếp giúp ở một cái bất cứ tình huống gì, nhưng bảo mật xác nhận các vị tỳ kheo đó là những vị tỳ kheo ni thì không thể. Ngay cả vị tỳ kheo tăng một thiện nam tín nữ cư sĩ nào mà đồng xác lập như vậy thì những người đó cũng coi chừng chúng ta đã xa rời chân lý, xa rời cái giáo pháp của Phật. Quý vị nhớ rõ như vậy, chứ không phải chúng ta nhân danh công lý ở chỗ chúng ta nghe, chúng ta tôn trọng thì chúng ta cũng tu, chứ có chuyện gì không phải như vậy. Cái gì là sự thật cái đó nó tồn tại, cái gì không sự thật cái đó nó không tồn tại, mà cái gì là chánh đạo cái đó là muôn thở, cái gì không đi vượt ngoài cái giá trị đó là muôn thở sẽ đau, muôn thở nó không không đúng. Chà, thì thôi nói như vậy thì không có chỗ này ra, bởi vì ta nhìn mình ta thấy ghét mình thêm chứ không làm cái gì. Thì thôi đây có được, chỉ nói như vậy, còn tất cả là tùy duyên của chúng sinh thôi. Thì đó chính mà chúng ta thấy Đức Phật Ngài giới thiệu từng cái, phải giới thiệu Đức Phật Ngài xác lập rõ những cái giá trị tu tập của từng cá thể là những tứ túng của chính Ngài, những môn đồ, môn đệ của chính Ngài, là dẫu cho là tỷ kheo hay tỷ kheo ni, thiện nam hay tín nữ, đều có khả năng chấm dứt sinh tử đau khổ khi mà có một cái tấm lòng, khi mà có một cái niềm tin, khi có một cái sự thực hành đúng đắn theo kinh, theo luật, những lời của Đức Phật đã dạy. Thì người đó, vị tỳ kheo đó, vị tỳ kheo ni đó, thiện nam đó, tín nữ đó sẽ được sống an lạc, được an trú, được thành tựu, được tốt đẹp. Và chúng ta thấy Đức Phật cũng nói như vậy, Ngài cũng nói có một cách rõ ràng. Ta xác lập, ta xác chứng như vậy không phải lừa gạt, hay không phải vì ta được một cái điều tốt đẹp này hay điều tốt đẹp kia, mà chính vì Đức Phật vì cái lòng từ bi, Ngài muốn tiếp giúp cho chúng sinh, muốn cứu tế cho chúng sinh thoát đi cái trầm luân sinh tử đau khổ, mà Ngài xác lập sau khi các thầy đệ tử, những người đệ tử thực hành và đạt được các tầng thánh đạo quả như thế. Chúng ta thấy đọc đến đây, chúng ta thấy Ngài là một người hết sức cao cả, nói thẳng nói thật và nó bày ra hết cho chúng ta, bày ra hết những gì mà trước mặt chúng ta. Và chính điều đó chúng ta mới thấy cái vị thầy, cái vị đạo sư chính là Phật của chúng ta, nó là con người cao cả, không phải vì mục đích lừa gạt quần chúng hay nịnh hót hay lợi lộc gì, hay vì danh xưng quyền lợi vật chất, không vì ý nghĩa đó mà Như Lai nói lên cái sự giải thích cái sự tái sinh của những người đệ tử á, sinh chỗ này sinh chỗ kia, theo của những thiện nam tín nữ này sinh chỗ này chỗ kia, mà từ cái chỗ có tin tưởng á mới có tính thọ, mà tính thọ mới quan hỷ cao thượng, mà như vậy chú tâm trên cái sự thật, chú tâm tức là phải an trú, phải tu tập, và thế là mang lại hạnh phúc an lạc cho chính họ. Và chúng ta cũng nhớ chính Đức Phật Ngài hỏi các thầy tỳ kheo, mà chính Ngài xác lập ở trong cái đề cái sự chứng đắc của chính đức của Đức Phật là một sự từ bỏ một cách vẹn toàn. Chứng đắc pháp nào là pháp đó là pháp cao thượng, diệt trừ pháp nào là diệt pháp đó ác xấu, từ bỏ pháp nào là pháp đó ác xấu, thành tựu pháp nào là pháp đó an, là pháp đó tốt đẹp. Mà những người đệ tử có lòng tin nơi chính Ngài, có lòng tin nơi bậc đạo sư, đây là vị thầy của chúng ta, đây là con người cao cả, con người tốt đẹp. Điều này không dễ dàng được, chúng ta có một niềm tin nơi Phật mà chúng ta dễ bị hoài nghi. Chính vì có sự hoài nghi
Bây giờ mình nghĩ ở cuộc sống mình tu hoài, tại sao mà mình không không có thành tựu? Hay mình làm những cái việc lành hoài, nhưng mà chúng ta chưa thấy những việc lành nó trổ quá, thì chúng ta cảm thấy nó cũng buồn. Cách đây khoảng chừng 10 ngày, chúng tôi có một tiếp xúc với một Việt Nam. Đến thi lễ, xin cho con đảnh lễ. Thi lễ đúng pháp. Thì sau đó chúng tôi mới, thôi đừng có lễ, bây giờ ngồi xuống đi. Vậy đã yêu cầu cho đảnh lễ xong ngồi xuống. Thì vậy mới tỏ bài. Có được hoàn tục cách đây khoảng chừng chỉnh đại. Khi đầu tiên con có cái tâm dũng mãnh xuất gia. Xuất gia ở Việt Nam xong con quá bên với niệm. Tiếp tục con tu các trường thiền. Từ lúc đó con có cảm thấy an lạc. Sau đó thì con quay về Việt Nam. Rồi con tu một thời gian cũng có an lạc. Nhưng sau có một bắt đầu cung dịch, con nghĩ rằng cái sự an lạc này thế nào nó cũng sẽ chứng đắc các tầng thiền hay là các tầng thánh đạo thánh quả. Nhưng con càng tu hoài sẽ cũng trời hoài không có chứng đắc cái tầng thiền nào cả, mà không chứng đắc cái thánh quả nào cả. Con rất là buồn. Và từ cái chỗ buồn đó con cảm thấy nó thối thất. Và thế là con hoàn tục. Thì chúng tôi nói với họ đó, tại sao mà vội quá vậy? Tưởng đâu là tu nhất kiếp cổ nhất thời là chuyện trong tầm tay à? Mà một vị thiền nam tử đó nói với chúng tôi, tôi quyết chí quyết tâm rất là nhiều, nhưng tại sao mà không thành tựu được? Thì kính thưa quý vị, đấy, đó là một điều mình đặt hết niềm tin. Nhưng cái đặt niềm tin đó, chúng ta đặt niềm tin, nhưng chúng ta không khéo có tính thọ lời giải. Khi không có niềm tin thôi, nhưng chưa có tính thọ lời giải một cách chuẩn xác. Cái điều thứ nhất là khi vị ấy tu, vị ấy cứ mong cầu các cái tầng thiền, mong cầu các cái tầng đạo quả. Và vẽ nghĩ rằng mình chỉ mong cầu, mình tu mình chỉ nghĩ rằng cái sự tiến tu của mình phải sẵn sinh ra những cái điều kiện đó. Nhưng đó vị đó là cũng biết rằng trong cái sự ước muốn, trong cái sự ước mong đó là chính nó đã dao động rồi. Nó dao động từ buổi đầu rồi. Nhưng điều vì cái tâm niềm tin, tâm khăng khít quá, một cái ý chí mạnh mẽ quá, thì vậy cố tu trong một thời gian thì tâm của vị đó nó cảm thấy nó có sự yên tĩnh, nó cứ yên tĩnh trong một thời gian đó thôi. Nhưng điều khi đó và đến một khi chúng ta mới thấy rằng cái phiền não của ngủ ngầm, nghi hoặc, tham dục, sân hận, hôn trầm thị miên và bài nghi bắt đầu vô minh cái nó xuất hiện ngay khi đó. Bởi vì không tính thọ một cách đầy đủ những cái lời dạy. Hay ít nhất cũng không có tường tận, không có thọ trì một cách đầy đủ. Mà chỉ người ta khuyên tu, thế vào tu, tâm nó an lạc. Khi mà tâm khinh an, thân được khinh an, vẻ quan hỷ. Rồi cứ chạy theo cái hoan hỷ đó, quá thật. Vì này chưa có tính thọ một cách đầy đủ. Ý nói một cách đầy đủ đây, tức chúng tôi cũng nói là chưa có học hiểu một cách căn bản. Là cứ chạy theo mãi, và thế là đến một lúc sụp hầm, là cái hoài nghi nó khởi sinh lên. Ở đây, chúng ta tu một ngày, một tháng, một năm, hai năm cũng được. Cuối cùng chúng tôi mới khuyên, bây giờ mình tu một tháng, một ngày, một năm cũng được. Đó là quý. Chứ đừng nói chuyện về đó tu cũng mấy năm trời, thì chúng tôi nói đừng có sự suy nghĩ như vậy. Thì sau đó ngồi im ru buồn hiu,
cái cuối cùng đó, cái sự tu tập đó, là mình vun bồi, tu tập mình vun bồi cái ba la mật của mình, mình gieo giống lành. Bởi vì chúng ta nghiệp dày và phước mỏng, chứ không phải là chúng ta nghe cái chúng ta chứng đắc, nghe tu của chúng ta thành tựu. Chúng ta đừng so sánh với các chư hiền thánh tăng thời Phật. Khi mà người ta có cái phước, người ta diễn kiến nơi Phật, thì bằng một cái tuệ giác của chính Ngài, nhìn chúng sinh đó, Ngài biết căn cơ của họ, và thế là Ngài thuyết pháp hay Ngài tế độ họ nó một cách hợp lý, một cách khế cơ liền. Còn chúng ta thì chúng ta không có được gặp Phật, mà chúng ta chỉ được thọ giáo qua các vị thầy một cách một chút xíu, chứ chưa được nó chia nó căn bản. Chúng ta nên có một chút xíu thôi, mà chúng ta nghĩ rằng là được chỉ rõ, được mạch chỉ mạch rồi, thì chuyện đó khó lắm. Thì cái thú vị đó, chúng tôi vừa nói một chút xíu thôi mà người ta đã buông bỏ rồi, nếu hoàn tục sau một thời gian cứ bị chán nản, mà chưa cái sự chán nản đó nó sinh ra một cái sự không còn yêu thích cái đời sống tu nữa. Không có đơn giản đâu. Thì nói như vậy để mới lập trình cho tất cả chúng ta thấy không phải là một vấn đề, mà nó muốn tu được là dễ dàng tu được. Hay chư Phật tử bình thường thôi, mà quý vị có một niềm tin căn bản về Phật pháp thôi, cũng là một điều khó nữa. À, chúng ta chỉ làm các công đức như bố thí, như trì giới, như tu tiến thôi, chứ không phải là hình thức của xuất gia. Tức là làm các công đức như là bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ, thuyết pháp, thính pháp, tùy hỷ công đức, hồi công đức, cải chánh tri kiến, vân vân, bao nhiêu đó thôi. Nhưng đã là khó rồi, đã rất là khó rồi. Bởi vì sao vậy? Không phải tâm chúng ta lúc nào nó cũng có được cái tâm bố thí, cái tâm trì giới, cái tâm tu tiến. Không đơn giản, chúng ta không dễ dàng có đâu quý vị. Cho nên đạo Phật hay lời dạy của Phật không chọn có một người nào. Người đó là thông minh, người đó là đẹp, người đó là giàu, người đó là xấu, người đó là ở hạng gia đình nào, chủng tộc nào, hoàn toàn không có. Mà chỉ cần người đó có một cái tâm, có một cái ý chí, có một nguyện vọng, và người ấy đi trên cái ý chí, thực hành trên cái ý chí và cái nguyện vọng đó, trên cái lý tưởng đó, đi trên cái lý tưởng đó, có thể người đó tu tập được một ngày, hay một tháng, một năm, nhiều năm, dài năm, hay là cả cuộc đời. Nhưng cả cuộc đời mà càng tu cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy buông bỏ, à thì đấy mới là một điều tốt. Khi sáng này có gặp một vị thượng, một vị hòa thượng ngồi nói chuyện với cái sư, nó bây giờ coi như là thôi, ngày là ngày giờ ngày cao như ngày cao hạ, cũng coi như trong tứ đại hộ pháp đó, cũng chưa còn 4-5 vị là cao cả như vậy. Cái vị đó cười, vị đó mới rằng cao cái gì mà cao, tu làm sao á như vậy nó mới là cao, tu sao mà xả bỏ bớt, người ta nói mình ít có giận, người ta nói mình ít có chấp ngã, có ngã mạn. Mình nghĩ mình tu lâu, mình tu dài, mình tu cao mình lớn làm sao ít có bị phiền não, ít có bị sân hận, ít có bị tự tôn tự ti, thì cái đó mới cao. Chứ ba cái tuổi tác này là cái gì, tu lâu lên sư cũ chứ làm cái vậy. Thì bắt đầu vì nó cười, thì chúng tôi mới nghiệm là thấy nó một câu điều rất là hay, là tu làm sao lên ít giận, ít sân, ít tự ái, nhẹ nhàng, có cái tâm từ bi, có cái sự hài hòa, ấy mới là cái tu tốt, chứ không phải là tu lâu năm là một điều tốt.
Thì kính thưa quý vị, xét lại thì chúng ta thấy cái duyên Phật Pháp nó là một điều mà rất là đặc biệt. Khi chúng ta tu tập, có một số người chấp giới quá không chết, có một người chấp ngã quá, nghĩ rằng hay là mình là vị tốt lớn tuổi lâu năm thì cũng chết luôn. Mà tu càng cao thì cái phiền não nó càng nhẹ, đánh ra nó còn phao, nhất nó nhẹ, có sân có giận thì nó cũng nhẹ nhàng, có bực bội có khó chịu có ước muốn cái gì thì nó cũng nhẹ nhàng, chứ đừng có quá thô tháo. Để nói chúng tôi đang nói trên một cái hình thái của một cái việc tu tập, thì cái thú vị, cái sự tu nó phải là một chuyện bình thường mà nó rất khác trong cuộc sống bình thường, do tâm tư của mọi người tu. Ví dụ cho là bậc xuất gia hay là không xuất gia, là thiện nam tử hay là người như thế nào cả, thì đây chính là một điều mà cần phải được thọ giáo, cần phải được học hiểu. Thì kính thưa quý vị, Đức Phật Ngài đã tán thán, Đức Phật Ngài đã trình bày cái sự thật là như thế. Những ai mà có cái tâm từ bỏ thế lợi, hướng cầu Phật đạo, thì người đó có cái lòng tin, có cái tâm quan hỷ, từ cái chỗ đó có cái trí tuệ, từ cái chỗ đó có cái sự thọ trì cái đúng đắn, thì người ấy an lạc, thì người ấy thành tựu lời dạy của chính Ngài. Và đó chính mới là gọi là Sotamang Basti. Người nào thành tựu Pháp, chứng đạo Pháp, chứng ngộ Pháp, thì người đó thấy Ngài, thấy trên cái gì? Thấy trên cái Pháp tánh, thấy trên một cái Pháp thân của chính Ngài đã thành tựu. Bây giờ người đó thành tựu, người đã đi qua, và chúng ta đi qua, đã cũng như chúng ta được đi qua trên bước đường mà Đức Phật đã đi, trên những cái lời dạy mà Ngài đã dạy, và chắc chắn chúng ta sẽ thành tựu được cái sự an lạc. Cho nên vì vậy, cái đời sống của một người xuất gia, hay là dầu cho là cư sĩ, hay là thiện nam tín nữ gì, cũng đều là một cái, có một cái tâm lý xuất gia để thượng cầu Phật đạo. Và những ai chấp nhận, dám dấn thân, tu tập, để vun bồi ba la mật, để thành tựu được những kết quả, thì người đó thật sự đáng được tôn trọng. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, để xin có đôi điều giải thích qua cái bài kinh Đá Lát Cát Ba Đá và phân độ 323 cho tới 325, hầu như là trong một bài kinh là như vậy. Chắc chắn rằng cần cái sự thảo luận của chư tôn đức tăng để cái bài kinh này quý vị sẽ hiểu rõ hơn, biết nhiều hơn. Dạ, xin chấm dứt thời nhận thức này để trước khi dứt lời kính dân và phân đặt được biết về đức tứ đại thiên ngôi các vị chư thiên hộ pháp, kính dân phân đặt này được thức vị chư thần chư thiên, các vong linh ký linh chúng sinh ở tại chùa Bổng Nghiêm cũng như ở tại chùa của chư tăng và tại chư gia của quý vị, mong tất cả được an lạc, được thắng hóa trong Phật pháp. Dạ, xin chấm dứt nơi đây. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sanh Khai. Sa thú kính chân cả thưa toàn thể quý vị, ông Bích Chi Thông Đức và thưa quý vị, trước khi đi vào nội dung của bài kinh ngày hôm nay thì chúng tôi xin thưa với quý Phật tử là lẽ ra trong phần chú thích kinh văn á, chúng tôi phải có thêm một số các cái chú thích liên quan đến bài kinh này, nhưng mà rất tiếc là chúng tôi bận công việc nên chúng tôi không có ghi rõ
Trước nhất là trong bài kinh này, quý Phật tử nghe Đức Phật Ngài gọi. Cái này tôi cũng hơi là các Anuruddha. Anuruddha là tên của tôn giả Anuruddha. Và ở trong cái bản Bali đó, thì là Anuruddha, Anuruddha tức là hô cách số nhiều. Thì dịch là các Anuruddha thì cũng là cách dịch mà chúng ta gọi là nghĩa đuôi, dịch thẳng ra. Nhưng mà thật ra thì chúng ta phải hiểu trong cái cách hành văn của Pali đó, có cái hàm ý là Anuruddha và những người pháp hữu, bạn của Anuruddha. Dạ. Tức là Đức Phật Ngài đặc biệt là đề cập đến Anuruddha và các tỳ kheo chung, các tỳ kheo ngồi đó. Nhưng mà khi mà Đức Phật nói chuyện thì dùng chữ Anuruddha đó, cho mình hiểu rằng đó là Ngài muốn nói chuyện Anuruddha. Và bên cạnh đó, Ngài muốn nói đến những vị pháp hữu của Anuruddha. Dạ. Đó là cái cách mà Đức Phật dạy. Thật ra trong cái bản dịch mà dịch là các Anuruddha đó, thì nghe nó hơi kỳ. Dạ. Dạ, hơi kỳ một chút. Lý do kỳ là người ta tưởng đâu có nhiều Anuruddha, nhưng thật sự là có một tôn giả Anuruddha thôi. Và về điểm này thì chúng ta nên cố gắng để ý. Dạ, chúng ta cố gắng để ý để chúng ta không có thấy lạ. Dạ, thấy lạ trong điểm này. Và có một cái phần khác của trong cái bản dịch này ấy, thì nó hơi tối nghĩa, nó không có rõ nghĩa, mà chúng ta phải để ý. Dạ, chúng ta phải để ý khi mà Đức Phật hỏi chư tỳ kheo, hỏi về chính Ngài đó, và hỏi về chính Đức Phật đó, thì này các tỳ kheo, các thầy nghĩ về Như Lai như thế nào? Các lộ hoặc nào liên hệ đến phiền não sanh khởi hậu hữu và đáng sợ hãi đưa đến quả khổ dị thục, hướng đến sanh già đau chết, các lộ hoặc ấy chưa được Như Lai đoạn trừ. Và do vậy, sau khi phân tích thọ dụng một pháp, sau khi phân tích nhận thọ một pháp, sau khi phân tích từ bỏ một pháp, sau khi phân tích đoạn trừ một pháp, chấm hỏi. Dạ. Cái câu này đó, hàm nghĩa cái bản dịch này thì không có rõ ràng, là Đức Phật Ngài dạy trong cái kinh gọi là kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc. Ở trong các những Nhất Thiết Lậu Hoặc á, thì Ngài dạy về có nhiều cái thứ lậu hoặc, tức là những cái phiền não đó. Có những cái phiền não là do thọ dụng đoạn trừ, có những phiền não là do tham nhẫn đoạn trừ, có những phiền não do từ bỏ đoạn trừ. Cái ý kiến muốn hỏi chư tỳ kheo là những lậu hoặc đó đó là có nghĩ rằng Như Lai hay không? Dạ, Như Lai còn hay không, tức là khi mà Đức Phật Ngài còn với những phiền não đó đó, thì Ngài phải biết phương cách để đoạn trừ đó. Dạ, ví dụ như là một vị phàm phu như chúng ta còn phiền não đó, thì luôn luôn phải dùng cách thọ dụng để đoạn trừ phiền não, dùng cách tham dẫn để đoạn trừ phiền não, vân vân. Còn điều đó có ở Đức Phật hay không? Dạ, thì Đức Phật Ngài không còn những lậu hoặc như vậy. Dạ, nếu mà chúng ta không có hiểu rõ cái này đó, thì cái bản dịch có cảm tưởng như là Đức Phật còn cần phải kham nhẫn để đoạn trừ lậu hoặc, Đức Phật cần phải thọ dụng đoạn trừ lậu hoặc, cần phải phân tích, cần phải đoạn trừ, phải từ bỏ vân vân. Thì về điểm này nó không có đúng với cái chánh văn của bài kinh này trong phần tiếng Phạn. Và thưa quý vị, trong bản kinh này cũng có dùng cái chữ là tôn ni,
Chứ tôn ni này, cái chữ này chú biết Hòa Thượng Minh Châu không dịch mà những vị sao này dịch. Đúng ra thì chúng ta dùng cái chữ tôn giả tỳ kheo ni, hay tôn giả tỳ kheo, tôn giả tỳ kheo ni, và vị tôn giả. Tôn giả tức là đúng ra là một cách gọi có cái cách tôn trọng, và giống như chúng ta gọi vị thầy A, vị này vị kia dùng chữ vị vậy đó, nhưng ở trong tiếng Phạn gọi là Ayasma, và Ayasmata tức là một vị tôn giả tỳ kheo ni. Mà khi mà chúng ta gọi là vị tôn ni thì chữ được cũng hơi lạ đó, chữ nó hơi lạ bản dịch. Có lẽ sau này người ta sang định, chúng tôi biết Hòa Thượng Minh Châu không dịch như vậy. Hồi nhỏ chúng tôi học với Hòa Thượng Minh Châu thì Hòa Thượng dịch đó là tỳ kheo ni, nam cư sĩ và nữ cư sĩ. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Hôm nay thì chỉ có Thượng Tọa Trợ Quyền với Sư Nguyên Thông và chúng tôi cùng lớp học thôi. Và do vậy bây giờ xin được hỏi Thượng Tọa hỏi Sư Nguyên Thông một câu để Thượng Tọa Trợ Quyền nghĩ một chút, rồi sau câu trả lời của Sư Nguyên Thông chúng ta sẽ trở lại với Thượng Tọa Trợ Quyền. Sư Nguyên Thông, sư có nghe được không vậy? Sư Nguyên Thông có nghe được không? Sư Nguyên Thông, có nhiều vị đi xuất gia chỉ quan trọng về giáo lý, về triết lý, nhưng vị đó không quan trọng là mình nghĩ như thế nào về Đức Phật, mình hiểu như thế nào về Đức Phật. Bản thân của Sư Nguyên Thông á, là từng sống ngoài đời và trong đạo á, thì Sư Nguyên Thông nghĩ rằng đối với một người tu á, những cái ý nghĩ của bản thân về Đức Phật á, nó quan trọng như thế nào? Xin Sư Nguyên Thông chia sẻ vài suy nghĩ sư về điểm này. Dạ, Nam Mô Bổn Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ, con còn nhớ lời của Thế Tôn đã giảng dạy rằng những điều cần biết ta đã biết, những điều đã học ta đã học, những điều cần tu ta đã tu, những điều cần bỏ ta đã bỏ, do vậy ta là Phật. Và những điều mà Ngài nói như vậy thì Ngài đã làm trong 20 A Tăng Tỳ Kiếp và 100.000 đại kiếp trái đất. Thì con tin tưởng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta là một vị nhân của thế giới trong cái quốc độ của Ngài. Vì vậy cho nên thưa Sư Phụ, đối với câu thảo luận số 1 là đối với người tu tập thì hình ảnh của Đức Phật trong lòng mình nó quan trọng như thế nào? Thưa Sư Phụ, con nghĩ là câu hỏi số 1 này là đã nói rõ lên cái tâm tình, cái tâm hồn và ý chí của cái người tu Phật của chúng ta. Chúng ta biết rằng Thế Tôn là một người duy nhất trên đời này, là cao thượng nhất, người đã nói ra cái pháp, mà cái pháp đó là chân lý tuyệt đối, tiếng Pali gọi là Dhamma. Mà vì cái pháp đó do Đức Phật nói ra cho nên ta gọi là Buddha Dhamma, là một chân lý tuyệt đối trên thế này. Phải hiểu được như vậy thì mới có lòng tin tưởng nơi Thế Tôn, và phải hiểu được như vậy cho nên mới hiểu được cái giáo pháp của Thế Tôn là một cái giá có thể cải mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc mà chúng ta đã thực hành bấy lâu nay. Thật sự mà nói, mà người mà hiểu giáo pháp đó thì con tin tưởng rằng tất cả những vị có mặt trong đạo tràng này đều hiểu hơn con nữa. Vì vậy con chỉ là người mới vào đây vỏn vẹn 5-7 năm, mang cái áo tỳ khưu. Vì vậy cho nên sự hiểu biết là có giới hạn, nhưng mà con có một tin luận, cái tin tưởng tuyệt đối là trên thế gian này, ngoại trừ những vị vị Samma Sambuddho trong quá khứ, xin lỗi, chúng ta chỉ hiểu được 28 vị Samma Sambuddho từ ngày đi Pankhara đến Kassapa và sau đó là đến Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn trước nữa là có bao nhiêu tỷ tỷ người mà chúng ta không được biết được, tại vì một vị chánh biến tri từ vị này đến vị khác là khoảng 20 tỷ năm tới 10 tỷ năm tính.
Vì vậy cho nên cái khoảng thời gian đó mà cái lịch sử nó dài dẫn như vậy thì làm sao mà kiếp cái track của những cái lý lịch và những cái tài năng hay là sở hành thi của những vị Samma Sambuddho trước ngày Dipankara. Vì vậy cho nên kính thưa sư phụ, con tin tưởng rằng cái lòng tin của một vị tu hành đối với lại một vị đạo sư của mình là điều đó là cái điều quan trọng nhất. Có lòng tin như vậy cho nên nó hiểu cái giáo pháp là cao cả, là cao quý. Và nhờ cái giáo pháp đó thì chúng ta có thể biến thành từ một chúng sanh vô minh, tham lam, ngu xuẩn mà trở thành một vị thánh. Thì con đường đó là con đường dài vô tận đến chúng ta, cho đến ngày chúng ta chứng A-la-hán. Thì kính thưa sư phụ, người tu tập hình ảnh của Đức Phật trong lòng của chúng ta là một hình ảnh tuyệt đối, tròn vẹn, tuyệt vời. Có thể nói là thế gian này không có người nào mà trong sạch, mà từ bi, có lòng bi mẫn đối với tất cả chúng ta như thế thôi. Vì vậy cho nên cái sự hiểu biết này, con tin tưởng tuyệt đối là chư vị như là sư phụ Tuệ Trí, sư phụ Tuệ Quyền, sư phụ Minh Hạnh và chính sư phụ Minh Hạnh và chính sư phụ và sư bá là có những cái lòng tin tuyệt đối nơi Thế Tôn, là vì chư vị là những người hiểu rõ, biết rõ những cái điều đó và đang giảng dạy cho chúng con trong room này. Là con tin tưởng là như vậy. Bởi vì nếu mà không có lòng tin tưởng đối với vị tổ sư của mình, vị Phật của mình, người cha lành của mình, là người mà đã khai mở cho chúng ta một cái giáo pháp có thể biến chúng ta từ một chúng sanh vô minh, ngu si, trở thành một người hiền hậu, lương thiện và có lòng tin tưởng tuyệt đối nơi Thế Tôn, nơi giáo pháp, thì con thấy rằng đó là một cái điều vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Và vì vậy, kính thưa sư phụ, cái câu hỏi của sư phụ đã gợi lại cho chúng con một cái niềm tin vững vàng, thâm sâu. Con thấy nếu mà kiếp này chúng ta chưa có hành trì đầy đủ thì cố gắng kiếp sau hành trì tốt hơn và tốt hơn nữa, và cuối cùng thì con có thể có nói là chúng ta có thể đi đến đích. Mà cái đi đến đích mà cuối cùng mà hoàn hảo nhất là khi mà chúng ta gặp một vị Thế Tôn thứ năm ra đời trong cái trái đất này, thì đó là cái điều mà cái sự mong mỏi mà của chúng ta sẽ gặp được cái ngày đó để có thể hoàn thành cái nhiệm vụ mà tất cả những người trai trẻ đã mơ ước, đó là chứng đắc được cái quả vị A-la-hán. Mà cái điều đó thì chúng ta không có thể nói là ngày mai ngày mốt đó, mà chúng ta hãy cố gắng tiếp tục tu hành, bắt chước con đường mà Đức Thế Tôn đã giảng dạy, là điều gì cần học chúng ta phải học, mà điều gì cần bỏ chúng ta phải bỏ, là cái tham sân si kiêu mạn của chúng ta. Kính thưa sư phụ, con xin trao mai sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm cho con một câu hỏi rất là quan trọng này, và con chân thành tri ân chư vị đã lắng cho nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sa thú xin trân siêu nguyên thông. Thưa tòa tự quyền, thưa tòa có còn ở trước máy không? Nếu thưa tòa tự quyền nghe được, kính thỉnh thưa tòa trả lời cho câu thảo luận số 2. Một lần nữa xin được hỏi thưa tòa tự quyền, thưa tòa có nghe được không? Dạ, thưa tòa tự quyền, ở trong bài kinh này Đức Phật Ngài có nói lên cái lý do tại sao mà thỉnh thoảng Ngài nói về cái cảnh giới tái sanh của các vị đệ tử. Đó là thời Đức Thế Tôn còn tại thế, hoặc giả là sau đó là thời kỳ còn có các vị A-la-hán chứng đắc thần thông như là Sân Tử Thông, Thiên Nhãn Thông, v.v. Ở trong thời đại của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta không được cái duyên như vậy. Và hầu như
tất cả đều do cái sự suy diễn của chúng ta hết. Nhưng mà nếu có một người hỏi Thượng Tọa Tự Quyền rằng có những hiện tượng nào, có những cái sự kiện nào mà qua đó cho chúng ta một cái niềm tin rằng có luân hồi sanh tử, hành vi thiện ác có quả báo, xin Thượng Tọa Quan nghĩ cho một vài gợi ý về điểm này. Kính thưa Thượng Tọa. Nam mô Bụt Thầy, giới Nam mô Tham Ma, giới Nam mô Sân Khai, giới giờ thưa để chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn. Dạ, đến từ tri, chúng con kính lễ đến Chư Tăng, chúng tôi kính chào đến tương lai của chư Phật tử. Dạ, con hỏi rằng ngày nay chúng ta rất khó biết về sự tái sinh, vậy thì những hiện tượng nào hay sự kiện nào cho chúng ta hiểu và tin về sự luân hồi, sanh tử, quả báo, khổ vui của hành nghiệp tạo tác? Sự thật ra mà nói thì đây là một điều mà hết sức là đặc biệt. Nếu như người nào có cái duyên á, người nào có cái chủng mà chúng ta tu tập hay chúng ta có cái tâm tin tưởng thì chúng ta sẽ đụng đến, sẽ gặp được, sẽ thấy được những hiện tượng hiện sinh. Chúng tôi tạm thời gọi lấy cái từ hiện sinh. Nó muốn nói hiện sinh đây tức là nó hiện hiện tại và nó sinh tồn, nó xảy ra cho tất cả chúng ta. Như chúng ta thấy những cái chuyện mất mát, những cái chuyện xảy ra mà nếu như chân như thật, mà bây giờ Phật nói rằng thí dụ như chúng ta nói, nếu chúng ta có cái duyên, chúng ta có cái phước thì nó còn, không có cái phước thì nó mất. Rồi chúng ta đọc và chúng ta nghe và chúng ta thấy những cái hiện tượng, những hiện tượng chẳng hạn như là chẳng hạn như thế này, là chúng ta nghĩ bây giờ quý vị biết là cái hiện tượng mà chúng ta biết là ma nhập, người ta có một số người, ngay cả có một số vị pháp sư bên Bắc truyền cha nó không có chuyện ma nhập là nó không có. Đó là cái bệnh thần kinh, không phải cái bệnh thần kinh, nó khác. Mà lúc đó người ta không chủ trì cái tâm được. Hồi chiều này cả một tăng đoàn là khoảng 10 vị chủ trì đi đến để có một Phật tử, người ta người ra thỉnh đọc kinh cho mẹ của người ta. Người ta cho rằng mẹ người ta bị ma nhập. Mà tới thì gặp cái mặt bà nó bơ phờ. Thì đó tụng kinh xong, chúng tôi là người bưng cái thú nước để đi rải xung quanh, thì có một người con trong nhà lập tức rung mình hét lên liền. Và lúc đó mới biết cái tay rung cái tay của cô đó chấp lại, mà sợ hãi khi mà chưa tăng tụng kinh, khi mà đi rải nước sợ mà rung bắt đầu nói thôi tại sao như vậy, thì mới lại chấp tay lại xong bắt đầu nói, đưa lên 1, 2, 3, 4. Chúng tôi đầu tiên chúng tôi không biết cái gì, cái nói cái tiếng gì nó lạ lắm. Thì ngay cái gia đình đó, gia đình người Hoa, chúng tôi mới nói với anh chị trong nhà, có phải nói tiếng Hoa không? Thì nó giả phải không có nói tiếng gì, không, tụi con cũng có biết là vậy hả? Xong cái chỉ vô chúng tôi, thì quý vị biết chỉ chúng tôi cái như là cô chỉ trên cái đầu, chỉ mà cái như quay xung quanh vậy nè, đưa lên 4 ngón tay. Cái chúng tôi hỏi chị thì còn 4 người nữa hả? 4 người phải không? 1 người, 2 người, 3 người, 4 người nhập vô cái bà này phải không? Gật đầu. Ở trong nhà này 4 người phải không? Đúng, gật đầu. Thì kính thưa quý vị, thì khi chúng tôi nói chuyện một lúc thì im lặng và khóc hét la thôi. Bây giờ cái bình tĩnh, bây giờ bắt đầu mới nói. Thì cái cô đó cũng mê rung xong, một cái tay của gì biết có tin là cô đó cũng có da có thịt nha, mà cung cái tay là chấp, mà cấp tay bằng cái cung vậy nè, mà gân nó nổ đầy luôn, mà từ cái khớp, cái như là cái khớp cổ tay đó ở đầu đó, nó nhô lên đó, nó trắng bệch luôn. Thì chúng tôi nói thôi bây giờ đừng có nhập vào bà nữa, bây giờ bà lớn tuổi thôi, coi như có cái quan trái gì thì bỏ qua đi. Thì chúng tôi nói là còn không đó, nãy các sư có nói rồi, nếu mà không có nơi ở, có chỗ ở thì thôi về chùa các sư, cũng xin chưa tăng rồi
mở lòng coi như là tiếp nhận cho về chùa. Nếu như vong linh nó muốn về chùa để tu, để nghe kinh nghe pháp đó, thì cứ cho về. Thì chúng ta gọi là mở cái quan kết đó, thì chúng ta nói thôi về chùa, thì im lặng một hồi, thì cuối cùng chúng ta mới nói thôi bây giờ đi ra đi, thôi bây giờ đừng có nhập vô người này nữa, thôi đi ra đi nha. Thì chúng tôi nói chuyện khoảng chừng 3 phút. Thì bắt đầu chúng tôi rẽ nước xuống, chúng tôi khỏi vô đầu. Thôi đi ra, dùng cái từ tâm thôi đi ra đi. Thì lúc đó đó, thì bắt đầu họ xuất ra. Và chúng tôi kêu quỳ lên lại chữ tăng đi, thì lại chữ tăng ba lại. Thì quý kính thưa quý vị, nếu chúng ta gặp những hiện tượng đó, thì chúng ta mới thấy có một điều đặc biệt. Rồi một lần, hồi chiều này có sư Pháp Nhiên, có sư La Bố, chiều sư La Pháp Nhiên ấy. Có một lần chúng tôi với sư Pháp Nhiên nữa, hai anh em huynh đệ cùng với chư tăng, khi có một người đó nó nhập vô đúng thì biết là cột, và chúng tôi cột cái lúc mà đang đọc kinh thì cột cái sợi dây mà kiểu bên Thái Lan đó, nó như một cái lucky vậy đó, như cái sợi dây may mắn đó, thì vừa cột vô vừa tụng kinh vừa cột vô, thì quý vị biết cột vô xong cái nó lại nó đừng có đấu con, bây giờ cô đang bị cột tay rồi. Cô đang bị cột tay rồi, không có thể phước mở ra giùm con, thì mới nói đừng có nhập nữa, thì chư tăng mới mở đây, chư tăng không có hại gì hết. Thì kính thưa quý vị, những cái hiện tượng như vậy, rồi sau bắt đầu nhập vô là một cái cô đó của trẻ thôi, có chỉ 20 mấy tuổi mà quý vị biết nhập vô, mặt mày xanh rợn xanh dờn luôn, khủng khiếp lắm. Thì bắt đầu hồi mới khuyên nhủ, bắt đầu mới nghe xong rồi quý vị có tin không? Lạ kỳ ha. Cái đầu sau đó chưa tăng đi về, họ bị nhập lại nữa, theo đạo Phật tử từ mà miền Bắc họ dẫn vào ở trong chùa. Rồi ở trong chùa chúng tôi kêu khuyên bây giờ thôi ở chùa nha. Sau đó bây giờ muốn ở chùa nào, chúng tôi trình bày ra 3 chùa, lúc đó coi như là chùa Quảng Nghiêm, chùa Sư Lý, chùa Giác Quang. Thì nó học về chùa Giác Quan, rồi ở chùa này nó về chùa Giác Quan, rồi dưới có sư ông ở dưới. Quý vị có tin, nó nói thẳng luôn, chùa đó lâu rồi, mà chùa đó giàu lắm. Cái chùa là còn chúng sinh nó còn biết phân biệt, ở chùa đó đủ điều kiện hết. Chỉ như cái chùa đó lâu năm thì nó được nhiều. Thì đó là quý vị nghe quý vị thấy lạ luôn, nếu như nó đâu có thấy nó đâu biết. Và con này cũng chưa tới nữa, bụng đến cũng chưa tới, nhưng nó biết do cái nghiệp sanh của chính nó. Cái thần lực, cái chúng ta biết cái biết đó, còn không phải là thần lực, mà chúng ta cái biết của nó là chính do cái nghiệp sanh của chính nó. Thì nó nhiều lắm quý vị, nhiều cái hình tượng mà chúng ta nói Atura nó nhập, hay là các vị ta chứng đắc. Chúng ta chưa gặp chứng đắc, nhưng điều mà chúng ta gặp những người mà có đức độ, cái đạo cao đức trọng, hay là chúng ta đọc những kinh văn, chúng ta thấy tự nhiên nói về cái sự luân hồi. Và nhiều bây giờ nhiều câu chuyện mà ngay cả phim ảnh luôn, mà phim ảnh thực tế, chứ phim ảnh mà kiểu như là người ta giáo dục, tên là một chuyện khác. Chúng ta đọc nhiều đi, những người danh gia, thiết gia vọng tộc lớn lao, người ta có những cái uy tín và những cái điều tốt đẹp đó. Và kính thưa quý vị, người ta mới nói về cái hiện tượng của tử sinh. Thì ở đây mới nói rằng cái mà thiện ác, cái mà địa ngục, cái cõi trời và cõi khổ, cõi vui, nó đều luân hồi. Hoặc là sau kiếp sống này nó còn kiếp sống tiếp tục nữa, chứ không phải là sống ra trên cuộc đời là mình được yếu thua rồi chết. Chúng ta vô thần, chúng ta đoạn kiến như vậy thì không nói. Nhưng anh ấy nói những người mà có một cái tâm, có một cái duyên, thì tự động nó sẽ tới những cái hiện tượng đó. Nhiều cái sự kiện đó quý vị. Rồi khi chúng ta thấy như vậy, rồi người ta nghĩ rằng nếu mà điên loạn thì bình thường họ điên, mà tụng kinh chút xíu sau thì họ xuất ra. Họ bình thường là một người bình thường. Quý vị có tin chính họ là Atula, là ma quỷ đó, họ cũng dối lừa chúng ta đấy kìa, do cái nghiệp vậy đó.
họ nói đặc diện xạo xạ cho chính chúng ta nhiều lắm. Và quý vị coi coi nghe, trong cái nếu mà chúng ta biết là có những cái mà ở Việt Nam thì nó có, tức là có một số người đó ở miền Bắc tức kêu nó ấp vào, hay là nó lên đồng lên bóng á, hay là quý vị biết kiểu bay đó, kiểu bay đó, thì khi mà chúng ta vô hội đoàn đó, chúng ta bái lại xong cái thủ tục xong rồi, khi mà đụng vô cái hội đó, quý vị có tin không, là chúng ta đang yếu này, những điều chúng ta đi hoài cho tới khi nào mà dừng lại là dừng lại thôi. Kiểu tức là có một chúng sinh đó, Atula đó, nó điều khiển trong trong cái hình thái, tức là mà chúng ta không tự chủ được, mà nó lội xuống nước, bắt đầu lội xuống nước mà kiểu nó không ngã. Mà nếu như người nào mà có duyên với nó mới được, không có duyên là không được, nặng nề vô cùng, hay hoặc đi trật chân này nọ, không biết chạy ao gì dừng lại không mệt. Khi không dẫn những người đó thì người ta nó không mệt. Quý vị thử vô Google, chúng ta nói kiểu bay á, kiểu cái kiểu khiêng đó, dạ. Thì chúng ta thấy nó có những cái hiện tượng rất là lạ. Đi mà làm xuống nước mà quay vòng, mà nếu như chúng ta thấy gặp chúng ta chống mặt rồi ngã liền, như họ trơn. Thì ở đây nó có những cái gì, có những cái điều dị biệt, có những cái điều mà chúng ta không bằng một cái lời nói hoặc cái sự suy nghĩ của mình mà nói được. Thì những hiện tượng đó, những điều kiện đó, đó thì nó rất là dễ. Bởi chúng sinh nó có một cái chúng sinh, tuy họ là ở cái cõi khổ thật, nhưng họ cũng có những cái quyền, họ có những cái phước, cái nghiệp chúng sanh nghiệp như thế đó. Chứ đừng nói chi một chuyện khổ vui của cái hành động tạo tác, chúng ta thấy tự thấy tự biết thực chứng. Thì ở đây muốn nói rằng trong cuộc đời này, những cái hiện tượng của tử sinh, những hiện tượng của mà như thế này như thế cái nọ, nó làm cho tất cả những một người, người ta có một cái tâm nó đặc biệt. Nếu quý vị có tin không, khi đi đến một số chỗ, và ngày hôm nay á, người ta nói rằng xá lợi như thế này, xá lợi như thế kia. Chúng tôi nhớ chúng tôi kỳ đó, chúng tôi vào sư Giác Nguyên á, nó đi đến cái nhà Phật tử, mà đó ta thờ nhiều lắm. Thì sư Nguyên nói về cái chuyện mà xá lợi, thì chúng tôi nói chú vị nghe biết là cái hiện tượng thì người ta tôn thờ như thế này như thế kia, thì hoàn toàn tức là tôi không có bác, tôi không cũng không có tôi có phủ nhận, bởi vì ai mới là người đủ cái khả năng mình mà đây là thật, đây là giả. Thì quý vị vừa nói như vậy, trên trần nhà làm cái ào xuống, cơ những chung mà đó chính là một cái điều mà chúng ta gọi là người ta cho rằng đó là cái xá lợi, nhưng chúng tôi nghĩ rằng đó là những món quà của chư thần chư thiên đi. Nhưng tự nhiên nó rơi trước mặt mình, và chúng tôi đi đến cùng một cái gia đình đó, cùng Phật tử đó ở Sài Gòn, và giơ lên đến ngay chỗ dầu dây đó. Thì chúng tôi mới đi đây cách đây khoảng chừng 10 bữa, chúng tôi vào để Đức Phật Tính nào, đi qua Đức Phật Tính trong nhà nè, xuất hiện cho chúng tôi trước mặt. Rồi có một cái chúng tôi kêu là tốc Phật á, xuất hiện trước mặt cho chúng tôi vào để Đức Phật Tính luôn mà. Quý vị hỏi thử để Đức Phật Tính coi. Rồi chúng tôi còn nói là nếu Đức Phật Tính, bây giờ chúng tôi có xong, Đức Phật Tính có, chúng tôi còn nói có một vị trụ trì đó là người ta cũng đang thỉnh cái này nè, thì vị đó mới nói, thì bắt đầu một lát cho thêm một trước mặt chúng tôi, xuất hiện trước mặt đó. Những hình thái như vậy đó quý vị. Còn bao nhiêu mà cái mà gọi là xá lợi, hay cái mà cô Nhật Quỳnh đã từng chứng kiến rồi đó, đó, những cái hiện tượng như vậy đó, thì nó làm sao khi chúng ta thực chứng vậy. Thí dụ như đó, người ta làm một cái hệ thống mà để mà tự động mà nó rơi, nó rớt, thì chúng ta nhìn chúng ta biết. Bây giờ đi qua chỗ này, đi qua chỗ kia. Và ngay tại chùa chúng tôi cũng này nè, có một người đó, cũng là cái cô đó đó. Cái cô đó kêu cô Trúc á. Cô đi tới chùa, quý vị xuất hiện. Và đây là chúng, nếu quý vị tin chúng tôi cũng như thế lạ. Khi chúng tôi đem chúng tôi tin ta tạm gọi là như chúng tôi thường gọi tức là cái xá lợi tóc của Phật á. Ở trong đó có hai sợi, hai ngôi xá lợi tóc đó đó. Quý vị, ngày mùng 8 chúng tôi làm, mùng 6 chúng tôi làm lễ cho tới mùng tối mùng 8, tối mùng 9.
các Phật tử họ thích, họ lên họ cầu mong để chiêm bái quý vị biết, chúng tôi mở ra nó có một cái hiện tượng, tức là một cái sợi tóc thứ ba nó xuất hiện. Và rồi ở chúng tôi, một tượng Phật đang ngồi như vậy, trong cái lòng kính như vậy, qua làm sao chúng tôi thấy có một cái viên, đó gọi là cái viên xá lợi, nhưng nó như một đá rất là đẹp ở trong tay Phật. Hỏi vậy có tin được quý vị? Rồi chúng tôi có một số tượng Phật đá đó, từng cái tượng Phật khi mở ra là có từng cái viên như vậy, viên ngôi xá lợi đá như vậy đó. Thì họ gói cho mình trước mặt mình, thì gói là cái tượng Phật đó trước mặt mình đâu thấy cái gì đâu, nhưng đi về mở ra. Và cái điều này nó cũng là lạ, người có cái duyên mới được có cái đó, mới cho được cái đó. Có một số người lên phất phơ là không được. Dạ. Mà cũng một điều lạ, tức là cầm lên cái ngôi sợi tóc đó đọc kinh thì sẽ quay, ngừng đọc kinh sẽ dừng lại. Nếu khi nào mà chúng tôi có thể đi qua bên Mỹ, chúng tôi sẽ nếu mình Đại Đức Nguyên Thông sẽ cho Đại Đức Nguyên Thông thấy cái hình thái rất là lạ luôn, mà tận mắt trước mắt chứng kiến. Cái này có lẽ cô Nhật Quỳnh đã từng chứng kiến, có lẽ đã lên cái chỗ của cô Thanh Trúc đó. Thì kính thưa quý vị, chúng tôi đang là những người thực chứng trước mắt. Nó rất là diệu kỳ, nó rất là đặc biệt, mà nó rất là hi, nó rất là lạ. Nên là nói quý vị chưa, đó có giờ xuyên nguyên đó, ông đang nói vậy nó rất cái ào xuống cái. Rồi đi về xuyên nguyên không, tôi không thấy không giải thích được. Làm tôi cũng kẹt luôn, có nghĩa rằng tôi không có nói là tôi bác hay là tôi phụ tôi chấp gì cả, nhưng tôi nói trên cái tinh thần đó, nói một cách vậy, làm cái ào xuống một cái. Thì ở đây chúng ta thấy trong cuộc đời này có những điều chúng ta không thể nói bằng cái miệng được, nói bằng cái miệng được, bằng một cái lý sự được, mà cái điều này nó hơi hữu vi thực hữu, nó nhiều lắm. Và đó chính là do cái duyên của mọi người đó, người ta có thể nhìn thấy đó, để người ta buông bỏ đó, người ta có thể nhìn thấy đó mà người ta thấy được có một sự tốt đẹp, có một sự an lạc. Hay là chính chúng ta tu tập, chúng ta thấy tự nhiên bây giờ Phật này dạy, bây giờ tâm đừng có phóng dật, tâm an trụ đi, em sẽ được an lạc. Thì quả thật người ta thấy cái tâm người ta bình, người ta tu tập. Người ta cảm thấy thân người ta khinh an, tâm người ta khinh an, cảm thấy cảm giác nó an lạc. Đó cũng chính là một cái giá trị của cái gì? Nói lên cái giá trị thật tốt, cái giá trị thực chứng, cái giá trị mang tới an lạc cho cuộc đời này. Chứ không phải là một điều gì đó mà nó mang tính tức là thân bội, nó mang tính tức là hứa hẹn, nó mang tính tức là gì hù dọa. Mà chúng ta phải sợ, chúng ta phải tin như vậy. Mà một điều đặc biệt, có những hiện tượng, có những cái tâm tư ngay trong hiện kiếp, ngay trong hiện tại. Bởi vì ngoài cái chuyện thôi, bây giờ mình buông bỏ đi thì mọi chuyện nó nhẹ nhàng. Còn nếu như không buông bỏ, chắc sẽ đau khổ. Buông bỏ xuống, cởi mở ra đi, đừng có quan kết, đừng có oán hờn, thì mình được an lạc. Bao nhiêu đó thôi, chúng ta buông bỏ, chúng ta cảm thấy an lạc. Và nếu như một người có hữu duyên, người ta khởi niềm tin lên lời Phật dạy, đó chính là một điều coi như là hiện tại lạc thú trong cuộc đời này. Bao nhiêu năm oán hờn, bao nhiêu năm phải câu thúc chấp nhất như vậy, nhưng bây giờ chúng ta biết bỏ xuống, biết tu, biết bỏ xuống. Có cần thiết phải mang theo không? Tại sao mà đi đường xa thì bỏ mệt, sống bao lâu trên cuộc đời mà cần thiết gì mà oán mà thù? Mình sống ăn không ngon ngủ không yên có cần thiết như vậy không? Thì tự nhiên chúng ta buông bỏ xuống, tự nhiên chúng ta cảm thấy nó nhẹ vô cùng. Có những thù hằn oán hờn, nhưng nhiều khi gặp các sư cho những cái lời khuyên cởi mở ra, mà chính họ buông bỏ cởi mở ra, và họ cảm thấy tâm họ sống, họ không còn hận thù nữa. Chúng tôi nói
nếu như quý vị tin Phật á, thì thương phải xa mà ghét phải gần. Cái điều gì mà quý vị thù, đời đời kiếp kiếp tôi không gặp, nhưng sự thật ra sống gặp đó. Bây giờ nếu như mình sợ người đó rồi thì coi như là cái nghiệp mình trả, mình trả nợ cho đời, mình trả nợ cho họ, coi như mô Phật chấm dứt đi qua. Thì bao nhiêu đó thôi, khi chúng ta cảm thấy buông bỏ xuống mà rất được tốt đẹp, thì đó cũng là một niềm tin chúng ta khởi lên và chúng ta cảm thấy rất là đúng đắn. Thì cái bạch thượng tọa đây chính là cái sự trả lời của chính con là vậy. Bởi vì cái câu này thì như chân như thật, thì nếu ai mà đọc thì mới biết thôi. Chứ bây giờ nếu như trường hợp mình nói mà họ nói rằng chắc mình là gì, coi như là tu hành cho nên mình dễ dời, mình như thế này thế kia thì cũng không sao. À, ai cũng muốn tin không tin thì cái lời Phật dạy không có bắt tin. Khi nào thấy đi thì hiểu. Và cũng kính cung thỉnh thần tôi quay trở lại những cô diệu cần vô túc. Thì cũng kính cung thỉnh ngài Nam Mô Bố Tha giá. Sa thú kính kinh thưa tập thượng quyền ba chư tôn đức và thượng quý phật tử, còn ít giờ ở đoạn cuối của bài học hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ thêm một vài ý nghĩa của bài kinh này. Thật ra nếu chúng ta chỉ đọc thoáng qua thì quý vị đôi khi chúng ta không có nhận ra được chúng ta không có nhận ra được cái giá trị của một pháp thoại mà Đức Phật ngài đề cập đến trong một cái hội chúng của những vị chúng ta gọi là thiện gia năm tỉnh. Đó là những vị xuất gia mà thật ra là những vị có thành tựu rất là lớn trong giáo pháp của Đức Phật. Trong phần cuối của bài kinh ngày hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến ba điểm mà chúng ta nên lưu ý. Và nếu chúng ta hiểu được ba điểm này thì nó là một cái một ở trong những cái tác động rất là lớn cho đời sống nội tâm của chúng ta. Thứ nhất, mình đừng bao giờ nghĩ rằng mình là người Phật tử hay là mình là người có quy y, hoặc giả là mình đã là một vị tu sĩ mà chúng ta không có củng cố niềm tin ở Tam Bảo, cái nhìn của chúng ta đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng. Đức Phật ở trong lòng của chúng ta càng rõ thì niềm tin của chúng ta càng kiên cố và đời sống của chúng ta bớt đi những cái tầm thường. Nếu chúng ta may mắn có được một cái hình ảnh cao quý để hướng đến thì thưa quý vị, tâm tư của chúng ta bớt đi những cái tạp, những cái không đáng có. Và ví dụ như trong đời sống hàng ngày, mình sống ở trong chùa hay là sống ở trong một gia đình mà mình bỏ rất nhiều thời giờ để hơn thua, để tranh cãi, để cho những cái không có đáng, bởi vì mình không có cái chuyện gì quý hơn để mà làm. Ví dụ như là quý vị có cái cơ sở làm ăn, làm rất nhiều tiền, thì quý vị sẽ không có phí thời giờ ở nhà để mà cãi cọ với những người trong nhà, bởi vì mình lo mình đi kiếm tiền. Dễ, tiền dễ kiếm quá mà, tại sao mình không đi kiếm tiền mà mình lại ở nhà lo cãi cọ làm gì? Thì cũng tương tự như vậy về mặt tinh thần đó. Nếu mà hình ảnh của Phật, của Pháp, của Tăng được rõ trong lòng của chúng ta, được sáng ở trong lòng của chúng ta và là cái nơi nương tựa thực sự, thì giúp cho chúng ta vượt lên trên những cái tầm thường. Ở trong tiếng Anh có cái chữ rất là hay gọi là uplifting. Uplifting tức là thăng hoa. Dạ, chúng ta gọi là thăng hoa, là hướng thượng,
là làm tâm của chúng ta được được tốt hơn nếu chúng ta có cái hình ảnh rất là đẹp, rất là rõ về Phật, về Pháp, về Tăng. Do vì chúng ta rất là nên suy tư thế nào, và qua cái nhìn đó chúng ta biết rõ hơn về Đức Phật. Như là nếu quý Phật tử để ý thì trong nhiều năm mà quý vị vào trong tham dự lớp học này, mỗi ngày chúng ta nghe Pháp đó, thì hình ảnh của Đức Phật và giáo pháp của Ngài trong lòng chúng ta ngày hôm nay không giống như 3-4 năm về trước đâu. Nó có thay đổi theo thời gian, cái tâm của chúng ta có thay đổi. Một điểm thứ hai, thưa quý vị, là người tu nên tin vào nhân quả, vào nghiệp báo. Chúng tôi rất là sợ là một vị tu sĩ mà vào chùa sống lâu chỉ biết nhận mà không biết làm phước. Nó có cái khổ như vậy là có nhiều vị tu sĩ đó, là có cái thói quen sống lâu ngày kêu người khác làm phước, nhưng mà bản thân của mình không bao giờ phước hết. Cái không làm phước của mình đó, nó là một cái dấu hiệu cho chúng ta thấy rằng chúng ta không có cái niềm tin sâu ở nhân quả. Nếu mình có cái niềm tin sâu nhân quả, mình rất là hoan hỷ. Dạ, rất là hoan hỷ. Hoan hỷ để làm phước, hoan hỷ để nhập cuộc. Mình có khả năng nào mình làm theo khả năng đó. Không phải là mình có tiền nhiều hay tiền ít, nhưng mà đời sống của một con người mà có niềm tin nhân quả đó, thấy nó là một cái cơ hội tạo phước. Chúng tôi nhớ rằng có những khi chúng tôi đi hành hương với chư Tăng, như là chư vị giảng sư ở trong Trung, hay là có khi đi riêng với sư Nguyên Thông, hay là có một vài vị sư, khi mình đi về các sứ Phật giáo mà mình là nhà sư, mình đến chùa rồi mình hùng phước, mình cúng dường cho chư Tăng Ni, tỳ kheo, có sa di, có tu nữ, có ở trong chùa đó. Bản thân của mình là vị tu sĩ, thật ra mình cũng có nhiều tiền, nhưng mà mình làm được mình cảm thấy hoan hỷ. Và cái niềm hoan hỷ lớn mà chúng tôi cảm nhận được là sống ở giữa những người có tin nhân quả. Chúng tôi bảo đảm với quý Phật tử là một cái người học Phật Pháp lâu, ở trong chùa lâu, tu lâu mà không có tin nhân quả, mà gọi là tin sâu, tin mạnh á, thì thật sự có vấn đề lắm. Và nếu mà mình có cái niềm tin thật sự ở nhân quả, có tái sanh, có đời sau, có nhân quả, hành vi thiện ác, quả báo, thì con người mình nó khác đi, cái tâm mình nó khác. Và một điểm thứ ba mà chúng tôi muốn nói ở tại đây là chúng ta nên ý thức về cái niềm hoan hỷ ở chính bản thân của mình. Niềm hoan hỷ đối với Phật, niềm hoan hỷ đối với đời sống tinh thần, niềm hoan hỷ đời sống với thiện pháp. Người nào mà không có ý thức được những cái sự thanh tịnh, sự hoan hỷ nó đến từ cái chất liệu của thiền pháp đó, thì chúng ta dễ đánh mất đó. Ngài Xá Lợi Phất, Ngài có nói rằng một người quế trực mà biết mình quế trực nó tốt hơn là một người thanh tịnh mà không biết mình thanh tịnh. Người quế trực biết mình quế trực, người thanh tịnh biết mình thanh tịnh, thì cái đó nó quý hơn là một cái người thanh tịnh mà không biết mình thanh tịnh, một người quế trực mà không biết mình quế trực. Người ta nói như vậy là cái sự thanh tịnh của đời sống không phải là innocent. Innocent là vô tội. Cái khác của những cái sự, cái gọi là purity, sự thanh tịnh, và cái innocent là cái sự vô tội hồn nhiên của một đứa trẻ đó, nó có thể bị vẩn đục, nó có thể bị corrupt, nó có thể bị hỏng đi. Nhưng mà sự thanh tịnh do cái ý thức, do sự tu tập đó, thì nó được cái sự bền bỉ với thời gian. Ví dụ như bây giờ chúng ta có một ngày rất là thanh tịnh, rất là hoan hỷ. Mình tự hỏi rằng tại sao hôm nay mình sống nhẹ nhàng? Ồ, tại vì hôm nay mình sống gần với thiên nhiên. Hôm nay mình đi chùa. Hôm nay mình được dịp trò chuyện với một bậc thiện trí. Hôm nay mình tạo phước. Và nếu mình ý thức rõ là tại sao mình an lạc, tại sao mình thanh tịnh, tại sao mình hoan hỷ, thì cái ý thức đó nó sẽ giúp cho chúng ta làm tốt,
Còn nếu mà chúng ta không ý thức được điều đó, đó thì có những ngày cũng an lạc, nhưng mà nó sẽ trôi qua như mây bay trên trời, như nước chảy qua cầu. Chúng tôi nhớ rằng có một vài Phật tử nấu ăn không giỏi, nhưng mà bữa đó tình cờ nấu ngon quá, thì hòa thượng ngày mới khen, ngày nói bữa nay con nấu ngon quá. Thì một vị sư khác nói rằng tuần tới có hòa thượng ở xa về, có vị sư ở xa về, cô nhớ nấu cho như vậy nha. Thì cô này cô trả lời rằng dạ con nói thiệt là bữa nay là tại nó hên thằng nó nấu ngon, chứ bây giờ biểu cô nấu trở lại con không biết nấu sao. Thì chuyện nó có trong đời sống, có nhiều khi ta gọi là tổ đãi, hay là người ta nói chó ngáp phải ruồi, nói theo người Bắc chó ngáp phải ruồi là tự nhiên mình may mắn đó, mình làm rất là tốt, nhưng mà biểu rằng mình lặp lại mình không biết sao lặp lại, thì cái đó chưa phải là tự tại. Một cái người mà sống có đầy đủ cái sự trang bị về tinh thần hay sự trưởng thành tinh thần đó, là mình an lạc, mình sống sáng suốt, nhưng mình biết rằng tại sao mình an lạc, tại sao mình nhẹ nhàng, tại sao mình sáng suốt. Ví dụ như hôm nay mình có chuyện buồn phiền, mình buồn phiền vì chuyện thời sự, vì chính trị, mình tự biết rằng hôm nay do cái thế sự chi phối, cái tâm mình nó không được an lạc, cái biết lắm. Hay hoặc giả là làm mà có ý thức rõ, làm mà có biết. Nên thưa quý vị, ở trong bài kinh này Đức Phật Ngài hỏi chư tỳ kheo là các thầy có hoan hỷ với đời sống phạm hạnh không. Câu hỏi đó nếu Đức Thế Tôn còn tại thế ngày hôm nay thì Ngài tỉnh hỏi sẽ hỏi chúng ta rằng các con có hoan hỷ để học pháp không, các con có hoan hỷ trong sự tu tập không, các con có hoan hỷ với niềm tin của Tam Bảo không, các con nghĩ như thế nào về Phật, nghĩ như thế nào về pháp, nghĩ thế nào về tăng. Rồi Đức Thế Tôn Ngài mới hỏi rằng các con có biết tại sao Như Lai dạy về luân hồi, về nghiệp báo hay không. Chúng ta thử đặt những câu hỏi đó, giả sử như Đức Phật còn tại thế, Ngài hỏi như vậy thì chúng ta trả lời như thế nào? Liệu rằng mình nói mình đi tu, nhưng mà trong cái cuộc tu đó, trong cái việc học Phật pháp đó, chúng ta có hoan hỷ không? Chúng ta nói có quy Phật, quy pháp, quy tăng, nhưng mà chúng ta có thật sự nương tựa ở Phật, thật sự nương tựa ở pháp, thật sự nương tựa tăng không? Và cái mà chúng ta gọi là con nương tựa Phật, con nương tựa pháp, con nương tựa tăng đó, thì nương tựa đó có làm cho chúng ta vững lòng không? Có làm cho chúng ta mạnh dạn không? Có làm cho chúng ta quyết tâm hơn không? Điều đó chúng ta phải tự đặt câu hỏi. Người sống mà không đặt được những câu hỏi như vậy thì thưa quý vị, có đôi khi cái tốt, có đôi khi cái vui, đôi khi cái đẹp mà mình có đó, nó chỉ là một cái gì hên xui, tình cờ, ngẫu nhiên, mà nó không giúp cho chúng ta được nhiều. Do vậy bài kinh này tuy rằng là một bài kinh ngắn, nhưng mà qua đó Đức Phật Ngài gợi ý cho chư tỳ kheo có những cái phản tỉnh, có những cái suy tư, có những cái ý thức. Và những điều này khi được thắp sáng thì nó có một cái lợi ích lớn cho cuộc sống tu tập, cho cuộc sống tinh thần. Thưa quý vị, chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính kim chư vị giảng sư đã vào Room để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Sa thú làm thay. Con thành kính tri ân thượng tọa giác đẳng. Con Nguyên Xuân thay mặt đại chúng trong Room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi nhận, bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồng mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp,
Kính cảm ơn quý chủ nhiệm óp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc tư chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các đường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.